Chừng nửa tiếng sau, nhà thi đấu sôi động cả tối đã trở nên yên tĩnh, chìm trở lại bóng tối, hai bóng người một cao một thấp lén lút từ một cánh cửa sổ ở chỗ hẻo lánh của nhà thi đấu bỏ ra, một chiếc VS40 màu xám bạc không có gì bắt mắt lặng lẽ lái tới, sau khi hai bóng người kia mở cửa lên xe, lại âm thầm phóng đi như chưa bao giờ xuất hiện. Hi hi, lên xe rồi, Giang Đại Nhi không nhịn nổi nữa, chỉ vào y phục của Trương Khác, cười tới chảy nước mắt, cười tới gập bụng không sao ngồi thẳng lên được. Phó Tuấn đang lái xe liếc mắt qua gương chiếu hậu cũng không nhịn nổi cười. Trương Khác lúc này trên mặc áo da đeo lủng lẳng mấy sợi dây xích và đồ trang sức, phía dưới mặc quần jean bó, chân vẫn đi giày da bóng, trông không giống một cái thể loại gì. Trương Khác không muốn mặc như thế, nhưng mà lật tung cả gian phòng thay đồ, không ngờ bộ trang phục nam duy nhất tìm được là bộ trang phục phong cách nhạc punk rock cực kỳ thời thượng, giật mấy phát không lấy được mấy sợi dây xích ra, đánh mặc nó treo hết sức ngông nghênh ở đó. Mặc chiếc áo da như thế, cảm thấy nó chênh lệch quá xa so với quần Âu, đành thay luôn bằng chiếc quần jean bó hiếm hoi kiếm được, nhìn thấy cái giày đinh quá hầm hồ, Trương Khác phải chấp nhận đi giày cũ. Nhìn thấy Giang Đại Nhi ở bên cạnh cũng rất hiểu lòng người khi đặc biệt mặc bộ đồ jean, Trương Khác liền bỏ ý định về chung cư thanh niên thay y phục, tới một ngã tư, Trương Khác bảo Phó Tuấn lái xe đi trước, nắm tay Giang Đại Nhi đi tới con phố treo đầy biển bán đồ ăn tối, tìm một quán bên đường sạch sẽ ngồi xuống. Gọi mấy món ăn vặt, hai chai bia, giống như đôi tình lữ bình thường ngồi đó ăn uống. Đó cũng là chuyện Trương Khác thì thầm vào tai Giang Đại Nhi lúc ở phòng thay y phục, một lát nữa hai chúng ta lén trốn ra ngoài ăn khuya. Giang Đại Nhi uống hai cốc bia, gò má ửng hồng, kiều diễm vô ngần, khiến người qua đường và khách trong quán liên tục quay đầu sang nhìn, cuối cùng có một thanh niên không nhịn được đi tới kích động hỏi, xin hỏi cô có phải là tiểu thư Giang Đại Nhi không? Á! Giang Đại Nhi hiển nhiên không ngờ ở nơi này có người nhận ra, chỉ biết nhìn Trương Khác cầu cứu. Đại Nhi với Đại Nhiếc gì, đây là con hàng của tao, không có đại tiểu gì hết. Thấy xung quanh có không ít người chuẩn bị đi tới, Trương Khác cố ý hùng hổ đứng dậy, lớn tiếng quát thanh niên kia. Nhân lúc thanh niên kia và những người khác bị trang phục kỳ dị của mình làm sững sờ, Trương Khác thuận tay ném một tờ 100 đồng lên bàn, nắm tay Giang Đại Nhi chạy vội. Chạy được mười mấy mét thì thanh niên kia và những người ngồi xung quanh mới kịp phản ứng, đồng loạt gọi tên Giang Đại Nhi, muốn đuổi theo, nhưng tiếng hô của bọn họ khiến hiện trường hỗn loạn, vợ chồng chủ quán tưởng mấy người này có ý đồ ăn quỵt, tóm vội lấy hai người chạy chậm nhất, họ hét có kẻ ăn quỵt. Còn người đi đường nghe thấy có người láo nháo gọi tên Giang Đại Nhi đều dừng chân lại, thành ra cản đường những người kia, tức thì cả đoạn phố chó chạy gà bay, loạn cả lên. Trương Khác và Giang Đại Nhi thừa lúc hỗn loạn bỏ chạy. Xuyên qua vài ngõ nhỏ, liền cắt đuôi được những fan hâm mộ, chạy vào một con phố yên tĩnh, Giang Đại Nhi mệt tới không chạy được nữa, dựa vào tường, bầu ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở gấp gáp, dụ dỗ người ta phạm tội. Trương Khác đứng trước mặt Giang Đại Nhi, một tay chống lên tường, nhìn khuôn mặt hồng rực như cánh hoa đào, hỏi, tối nay có vui không? Giang Đại Nhi nhìn Trương Khác gần ngay gang tấc, thẹn thùng dùng giọng mũi mê người đáp, ừm. Nếu như sau này để Đại Nhi sống như thế, không cần bôn ba khắp nơi vì biểu diễn, không xuất hiện trước mặt công chúng, mà sống cuộc đời bình đạm, Đại Nhi có chấp nhận không? Trương Khác đưa tay vuốt mái tóc mềm của Giang Đại Nhi, nhẹ nhàng hỏi. Nếu như trước đêm nay, em sẽ chấp nhận cuộc sống bình tĩnh. Cảm thụ được nhu tình của Trương Khác, Giang Đại Nhi ngẩng đầu lên, hiện giờ em hiểu ý nghĩ hát vì mình rồi, em sẽ đứng trên sân khấu, dùng tiếng ca biểu đạt tình ý của mình. Trong bóng tối, đôi mắt Giang Đại Nhi sáng như ánh sao. Chứa đầy tình ý không thể che lấp, Trương Khác cảm thấy sự ngọt ngào chiếm đầy cõi lòng, hai tay ôm lấy vòng eo Giang Đại Nhi, người từ từ áp tới gần. Tới khi hai người nghe thấy cả hơi thở của nhau, Giang Đại Nhi dũng cảm nâng cằm lên, cánh môi hồng he nhé, hai mắt lại xấu hổ khép lại, hàng mi dài cong cong không ngừng run rẩy. Nhìn Giang Đại Nhi e thẹn đợi nụ hôn, Trương Khác ngưng thần nhìn vào mắt cô một lúc, tim đập dữ dội, người dần dần ép sát vào thân thể Giang Đại Nhi. Cúi đầu ôn nhu hôn lên cánh môi ướt át. Thời khắc này hai trái tim không còn khoảng cách nữa. Trong gian phòng tối, Giang Đại Nhi trần truống nằm trên chiếc giường lớn, khi phía dưới truyền tới cơn đau như xé, cô ôm chặt lấy người Trương Khác, nói như rên rỉ bên tai y, trên sân khấu em hát vì mình, càng là vì anh, cả đời này em hát vì anh. Chương 1416, âm chiêu lẫn ám khí. Cùng trong một bầu trời lấp lánh ánh sao, có người đang chìm trong ngọt ngào. Cũng có người đang đau khổ, có người lồng lộn phẫn nộ. Chó chết, chỉ tá Tú Tàng siết chặt điện thoại, gân xanh trên tay nổi lên như con rắn, hai mắt đỏ như thú dữ,
bộ dạng cực kỳ đáng sợ, thông qua quốc hội liên bang gây áp lực cũng không được. Bọn mũi lõ khốn kiếp thường ngày thì mạnh miệng lắm, tới lúc cần thì chỉ biết nói không, rốt cuộc là vì sao? Ngài chỉ tá, địa vị Tây Úc trong liên bang Australia rất đặc thù, điều này ngài cũng biết đấy, bọn họ có toàn quyền hành chính độc lập, mặc dù chúng tôi đồng loạt gây áp lực với nội các và thủ tướng Tây Úc thông qua quốc hội, lấy lý do bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh mỏ để yêu cầu đóng cửa các khu mỏ của người Trung Quốc ở suối Thánh Đản. Nhưng ủy viên Wister sau khi đích thân đi kiểm, còn công khai biểu dương trang thiết bị an toàn, chế độ bồi dưỡng và bảo vệ môi trường của mỏ suối Thanh Đản, hơn nữa. Giọng nói trong điện thoại rõ ràng ngần ngần một lúc mới tiếp tục, hơn nữa cho dù ý kiến ở trong Quốc hội Liên bang cũng không thống nhất, phe cánh do nghị sĩ Joy đứng đầu công kích chính sách bảo vệ môi trường mới, cho rằng nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế toàn bộ Liên bang, xét tình hình hiện nay, chính sách này hoàn toàn không có khả năng thông qua. Nếu đối phương không phải giám đốc của Tân Nhật Thiết thì chỉ tá Tú Tàng đã chửi rủa ông ta một trận, sau đó đập vỡ điện thoại, gần đây hắn không được nghe một tin tức tốt lành nào. Tên khốn kiếp kia sau Tết đưa Lý Hình Dư trở về Seoul, lại còn được chính Lý Kiện Hy tiếp kiến, quan hệ giữa Cẩm Hồ và Samsung trước đó vì Lý Hình Dư mà trở nên căng thẳng, hiện cũng vì Lý Hình Dư mà trở nên hòa hoãn. Về sau nghe tin Lý Hình Dư chính thức tới viện nghiên cứu Samsung ở kiến nghiệp làm việc, còn thường xuyên ở cùng tên kia. Làm chỉ tá Tú Tàng cứ nghĩ tới chuyện hai người đó có thể làm là lại nổi điên, cuối cùng tìm thế thân kia phát tiết. Trong chưa tới 3 tháng sau Tết, những doanh nghiệp di động Âu Mỹ và Nhật bao gồm cả Sony bắt đầu đối diện với sự khiêu chiến mạnh mẽ của doanh nghiệp di động bản địa Trung Quốc. Mấy doanh nghiệp di động Trung Quốc liên tục đưa ra di động mới thích hợp FM hoặc máy nghe nhạc. Những chiếc di động GPRS này so với cùng di động cùng loại của thương hiệu nước ngoài, về kỹ thuật không thua kém quá nhiều. Lại dựa vào ưu thế giá cả và bản địa, dần dần chiếm lại được phân ngạch thị trường do nửa cuối năm ngoái mất đi khi China Telecom nâng cấp mạng. Tức nhất là những chiếc di động mang kỹ thuật mới này đều có in tiêu chí, idea inside, ý nghĩa không cần phải nói, vẫn là Cẩm Hồ dở trò đằng sau, đều là thủ đoạn của tên khốn kiếp kia. Mà đêm nay, chuyện mà trước đó chỉ tá Tú Tàng luôn mang hy vọng cực lớn thông qua chính quyền châu Úc ngăn cản Cẩm Hồ phát triển ở Tây Úc, vì địa vị chính trị đặc thù của Tây Úc. Cùng việc Cẩm Hồ có được nhân vật thế lực ở Tây Úc ủng hộ, cuối cùng chỉ có tin tức bất lợi. Đều tại đám giả bảo thủ đó bỏ qua thời cơ bóp chết Cẩm Hồ từ lúc mới tiền quân vào Perth, giờ thì mọi thứ đã muộn rồi. Cúp điện thoại xong, chỉ tá Tú Tàng hung hăng chửi. Không cam tâm, chỉ tá Tú Tàng này sinh ý nghĩ độc ác, nghĩ thủ đoạn ngoài sáng không được, vậy phải dùng thủ đoạn ngầm, nhấc điện thoại gọi một cú đường dài, bảo người trước kia trà trộn thành công vào đó chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đoán chừng 1-2 tháng nữa tên đó sẽ quay lại Perth, lúc ấy là thời cơ hành động tốt nhất. Nói với hắn, nếu không bại lộ thân phận, lại hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ được thưởng thêm $2 triệu. Trạm đầu tiên trong chuyến lưu diễn của Giang Đại Nhi được bố trí tại kiến nghiệp, ngoại trừ vì Giang Đại Nhi cô từng học ở Đại học Đông Hải, còn vì tính tới bố trí thống nhất của tập đoàn Thế Kỷ Hoa Âm. Tháng 5 Thế Kỷ Hoa Nghệ sẽ tổ chức vòng thi đấu cuối cùng ở kiến nghiệp. Thông qua buổi biểu diễn của Giang Đại Nhi đồng thời tuyên truyền hoạt động thi tài thanh nữ, để chiếm ưu thế và tiên cơ với cuộc thi của Tĩnh Mỹ. Đó cũng là một kiến nghị của Trương Khác, có tài nguyên tốt như thế thì tất nhiên phải tận dụng, vừa có thể nâng cao khả năng thành công, lại đả kích đối thủ mạnh, tội gì không làm. Một ngày tháng 5, Diệp Kiến Bân gọi điện thoại cho Trương Khác, sao tôi cảm thấy cậu nói phải tận dụng tài nguyên chất lượng tốt không phải là nói tới buổi biểu diễn của Hoa Âm. Mà nói tới Giang Đại Nhi, lần này ở kiến nghiệp không làm gì người ta chứ hả? Anh Diệp sao dậy sớm thế, tôi tưởng anh mỗi ngày phải trông bông hoa nhỏ, đêm đêm phải phục vụ hai bông hoa lớn ướt át, thế nào cũng phải ngủ tới giữa trưa mới dậy chứ. Trương Khác không biết Diệp Kiến Bân đoán bừa, hay là nghe phong phanh được từ đâu đó nên gọi điện thoại tới. Diệp Kiến Bân sớm lĩnh giáo cái mặt trơ trán bóng của Trương Khác rồi, chủ động đổi chủ đề, bên phía Perth có tin truyền về. Nghe nói tập đoàn Nhật cuối cùng không nhịn được muốn dở trò, có điều bị mấy bước an bài trước của chúng ta hóa giải rồi. Lâu lắm rồi không có chuyện gì sảng khoái hơn thế. Nói tới đó Diệp Kiến Bân dừng lại một chút, hơi lo lắng, hiện về phía chính quyền bớt chúng ta không cần lo lắng gì nữa, nhưng cần phải đề phòng bọn chúng dở thủ đoạn ngầm. Đúng là cần chú ý điều này, tôi sẽ liên hệ với Lương Quân, lưu ý sự an toàn của khu mỏ. Suy nghĩ tới chuyện Hồ Kim Tinh ở Hong Kong. Trương Khác đúng là lo có kẻ chó cùng rứt dậu, làm những chuyện vượt ngoài giới hạn, tôi thấy cần xin với chính quyền Tây Úc cho phép lập đội ngũ bảo vệ mỏ, một mặt bảo vệ an ninh khu mỏ, đồng thời bảo vệ an toàn nhân thân cho nhân viên Cẩm Hồ.
Cúp điện thoại xong, vì không muốn để Địch Đan Thanh phải lo lắng, Trương Khắc trực tiếp gọi điện cho Lương Quân, nói chuyện vừa bàn bạc với Diệp Kiến Bân, cuối cùng gọi điện cho Địch Đan Thanh xác nhận thời gian quặng sắt đầu tiên ở Suối Thánh đạt được khai thác, hẹn thời gian tới PHT tham gia nghi thức. Mấy chuyện chính nói xong, Trương Khắc chuẩn bị hỏi tới tình hình hoàn thiện hai hòn đảo còn lại thì thấy Tôn Tĩnh Mông thời gian qua luôn ở kiến nghiệp chuẩn bị vòng thi tài cuối cùng, cầm tờ báo mặt hầm hầm tức giận đi vào, theo sau còn có Tiểu Tuyết trong trang phục váy công sở tiêu chuẩn. Tôn Tĩnh Mông tới bên cạnh Trương Khắc, trải tờ báo trước mặt y, lửa giận chưa nguôi ngoai, lũ khốn nạn anh Vương Tĩnh Mỹ, thấy cuộc thi không đấu lại được với chúng ta, liền giở thủ đoạn đe hèn, không có chút đạo đức thương nghiệp nào hết, Trương Khắc, lần này anh nhất định phải giúp em và Tiểu Tuyết gỡ lại. Trương Khắc thấy Tôn Tĩnh Mông như con hổ cái gầm gừ đòi xé xác con mồi, ngồi xuống ghế nhìn Tiểu Tuyết, thấy sắc mặt cô bình thường mới cúi đầu đọc báo. Đó là báo tin nhanh Hong Kong, tiêu đề màu đỏ là, gái gọi trước kia, giám sát thi tài ngày nay. Trương Khắc đọc xem qua bài báo, lại ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Tuyết, thấy trong đôi mắt cô đang nhìn mình có không phục và khinh bỉ, chẳng có chút ủy khuất nào. Nhà đầu này tính cách vẩn sảng khoái quật cường như thế, chẳng trách hợp tính với tiểu yêu tinh của mình. Có ấy có chuyện, làm Tôn Tĩnh Mông nhảy dựng lên như chuyện của mình vậy. Trương Khắc thầm cười khổ, chuyện này ngay từ hồi ở Hong Kong được nghe Tôn Tĩnh Mông kể chuyện Lưu Bân tiến cử Tiểu Tuyết, y đã có dự cảm rồi, quá khứ của Tiểu Tuyết thế nào cũng thành điểm yếu để đối thủ đả kích. Nhìn nội dung bài báo, rõ ràng là phong cách làm việc của anh Vương, giống chuyện trang phục Indo của Giang Đại Nhi, đều nhắm vào đả kích danh dự của người khác. Chương 1417, ba kế sách. Vào buổi chiều trước vòng thi cuối cùng, Trương Khắc và Phó Tuấn tới tòa nhà DTH, ngồi tại ghế sofa ở đại sảnh, đợi Tôn Tĩnh Mông kết thúc diễn tập. Trương Khắc ung dung ngồi đọc báo, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, biết bàn sau lưng mình vừa có hai người tới ngồi. Mày nói xem vì sao Tào Ca mấy ngày qua bảo bọn mình tới đây đợi. Người ngồi dựa lưng vào ghế phía sau Trương Khắc hỏi, giọng khàn khàn. Cái này mày không biết rồi, tao nghe Đào Ca nói. Tào Ca của chúng ta mấy ngày qua nhìn chúng một mỹ nữ tham gia cuộc thi của mẹ anh ấy, bám rất sát. Gọi chúng ta tới là để trợ uy. Người còn lại trả lời, giọng vang vang như cái chuông. Chả trách mà lần trước tới thấy Tào Ca lẽo đẽo theo sau cô gái đó, chậc chậc. Phải nói em đó được thật, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, lại xinh đẹp mọng nước. Với thân phận và thủ đoạn của Tào Ca, chuyện này chẳng phải dễ như trở lòng bàn tay, đúng là sướng thật. Giọng khàn nói tới đó không khỏi tưởng tượng lại thân hình cô gái kia, lời nói hết sức hâm mộ Tào Ca. Nghe tới đó, Phó Tuấn và Trương Khắc đưa mắt nhìn nhau, hơi nghiêng người đi, lấy báo che hoàn toàn khuôn mặt. Trương Khắc biết Tào Ca đương nhiên là Tào Hổ, còn hai tên này, tên giọng vang vang kia là một trong hai tên luôn theo sát Tào Hổ, còn Đào Ca là tên còn lại, đoán chừng lúc này đang ở trên lầu, phục vụ sát sườn cho Tào Hổ. Theo lý thì như thế, nhưng đúng là tà môn. Nghe Đào Ca kể con bé kia mặc cho Tào Ca theo đuổi ân cần thế nào, lại biết rõ thân phận của Tào Ca, vậy mà chẳng nể mặt anh ấy chút nào. Phải nói con bé đó không tệ, không chỉ trông xinh đẹp, tài năng cũng đặc sắc, là người được ủng hộ nhất cho vị trí hoa khôi cuộc thi. Miệng chuông không hiểu nổi, vì sao hiện giờ còn có con gái không chịu cúi đầu trước quyền thế và tiền bạc. Vậy làm sao Tào Ca chịu nổi, lần trước phải nhà em Trần Ninh của viện ngoại thương ra rồi, lần này lại ở địa bàn của mẹ anh ấy. Với tính cách của Tào Ca, chẳng lẽ mặc cho con bé đó làm kiêu? Khàn tiếng ngạc nhiên lắm, hắn cũng không hiểu, chỉ là hắn không hiểu Tào Hổ. Đương nhiên là thế, tao nghe Đào Ca kể, Tào Ca đã bảo anh ấy đi mua thuốc. Nói tới đó miệng chuông ghé người tới hạ thật thấp giọng nói với khàn tiếng, Tào Ca chuẩn bị ra tay trước vòng thi vài ngày, dùng thành tích cuộc thi làm mồi nhử dụ con bé đó ra ngoài, sau đó liền. Miệng chuông tưởng rằng mình đã nói nhỏ lắm rồi, chỉ là trời sinh cái giọng hắn như thế. Trương Khắc lại ngồi rất gần, cho nên nghe rõ ràng. Quy tắc ngầm, không ngờ Tào Hổ muốn chơi quy tắc ngầm, Trương Khắc bất giác nhớ tới ba chữ mà sau này luôn gây xôn xao. Làm thế liệu có vấn đề gì không? Khàn tiếng hơi lo. Có vấn đề gì chứ, trước tiên chưa nói con bé kia được Tào Ca hứa cho vị trí quán quân, sau khi chuyện xảy ra sẽ không dám báo cảnh sát. Cho dù dám báo, mày nghĩ bằng vào thân phận và địa vị của Tào Ca, chẳng lẽ không dẹp được việc này? Miệng chuông hiển nhiên là to gan hơn, tỏ ra khinh bỉ tên bạn nhát chết, so với việc lo có chuyện gì, chẳng bằng nghĩ xem chúng ta có thể chấm mút chút gì đó không. Hả, ực, mày nói, con bé kia, chúng ta cũng có thể chơi, khàn tiếng kích động líu cả lưỡi lại, Trương Khắc ngồi sau lưng hắn có thể nghe được cả hơi thở của hắn nặng dần.
có thể chơi cái con mẹ mày ấy, con bé đó mày đừng mong đụng vào, tào ca muốn còn chưa được. Miệng Chuông rất khinh bỉ tên bạn, vừa nhát vừa ngu. Ý tao nói tào ca ăn thịt, chúng ta cũng được húp canh, mỹ nữ cấp bậc đó thì chúng ta không có hy vọng, nhưng những cô bé khác muốn có thành tích tốt thì sao? Dựa vào thân phận của tào ca, chúng ta có thể. Miệng Chuông chắc mưu tính chuyện này lâu rồi, cảm thấy khả năng thành công rất cao, nói tới về sau còn không kìm được cười đắc ý, chỉ là với cái giọng của hắn, lại còn cố ý áp giọng xuống, nghe như cái chuông gì nhiều năm đem ra gõ, tiếng vừa đục vừa ù, nghe hết sức khó chịu. Tên ngày không ngờ muốn dùng thân phận của Tào Hồ chơi quy tắc ngầm, Trương Khắc nhíu mày lại, đúng với câu nói, hãy nói cho tôi biết bạn ai là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào. Tào Hổ dựa vào thân phận của mẹ và cậu hắn tán tỉnh người ta không được, muốn dùng thủ đoạn cưỡng bức sau đó dụ dỗ, bọn đàn em của hắn cũng trên làm sao dưới học vậy, định dở trò với các cô gái khác, đúng là cá mè một lứa. Tiểu yêu tinh mấy ngày qua đang giận mình, hiện giờ buồn ngủ gặp cái chiếu manh, mình không lợi dụng cho tốt thì uổng phí tấm lòng của bọn chúng rồi. Trương Khắc hơi hạ tờ báo xuống, nháy mắt với Phó Tuấn. Mấy ngày qua Phó Tuấn theo Trương Khắc tới DTH. Chuyện anh Vương dở trò trên báo cũng biết, lúc này tất nhiên hiểu ý Trương Khắc, khẽ gật đầu, hắn đi theo Trương Khắc bao năm, nhiều chuyện không cần Trương Khắc nói phải làm sao, hắn cũng biết nên làm gì. Tào Hổ gần đây cảm thấy phong thủy kiến nghiệp hình như không hợp với mình lắm, luôn suy nghĩ mình chọn tới đợi ết Đông Hải để học có phải là sai lầm hay không. Thu mấy tên đàn em Vương Đào, Giang Đào trải qua nửa học kỳ đầu miễn cưỡng có thể coi là hài lòng, nhưng bắt đầu vào học kỳ thứ hai, chẳng có chuyện gì làm hắn hài lòng. Cô bé Hoa Khôi mà hắn thèm thuồng bao lâu, theo đuổi bao lâu, đến khi triển khai thế công toàn diện thì vì kẻ đó mà phải buông tay. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó Tào Hổ lại thầm nghiến răng căm hận cùng nuối tiếc, tại sao mình không xử ngay con bé Trần Ninh đó ở học kỳ đầu, nếu thế đã chẳng xảy ra chuyện chen ngang phá đám. Khó khăn lắm mới vượt qua được những ngày tháng xuống tinh thần, Tào Hổ cuối cùng cũng tìm được mục tiêu mới, một nữ thí sinh tham gia hoạt động thi tài do công ty mẹ hắn tổ chức. Tào Hổ trong một lần tới DTH xem luyện tập nhìn thấy nữ thí sinh đó thì chấn động, đem so với Trần Ninh mảnh mai gầy yếu, nữ thí sinh học ở học viện ca vũ đoàn quân khu này chẳng những dung mạo ngọt ngào, ngực nở eo thon, vóc dáng cao ráo, hai chân thon thả mơn mởn càng có sức dụ hoặc vô cùng với nam nhân. Nhưng thu hút Tào Hổ nhất là đôi mắt long lanh như nước mùa thu của cô gái đó, lại mang chút non nớt ngây thơ mà các nữ thí sinh khác không có, làm Tào Hổ loáng thoáng thấy bóng dáng của Trần Ninh trong đó. Sau lần đó, Tào Hồ liền bắt đầu triển khai thế công với cô gái này, nhưng làm hắn hết sức bất ngờ là cho dù hắn có tốn bao tâm tư, lại còn khéo léo tiết lộ thân phận của mình, đều không có chút hiệu quả nào. Bị từ chối hết lần này tới lần khác, sự kiên nhẫn vốn không nhiều của hắn bị mài mòn từng chút một, nhưng nhìn cơ thể là lướt dụ hoặc tột độ của cô gái đó, hạ thân hắn trào cờ suốt, vừa mất mặt lại bị dục vọng kích thích, Tào Hồ quyết định không giả bộ nho nhã lịch sự nữa, chuẩn bị dùng biện pháp cứng rắn. Chuẩn bị xong cả chưa? Trong phòng bao ánh sáng u ám, Tào Hổ khẽ hỏi Giang Đào. Tào ca yên tâm, có hết ở đây rồi. Giang Đào vỗ túi quần, cười dâm dục nịnh nọt, một lát nữa đợi bọn họ tới hát vài bài trước, để con dâm phụ Lưu Tiểu Tiểu lấy cớ đi nhà vệ sinh gọi cô ta đi cùng. Em sẽ cho thuốc vào đồ uống của cô ta, lúc đó đảm bảo cô ta như con mèo động được nhào vào lòng Tào ca. Lưu Tiểu Tiểu mà Giang Đào nói là nữ thí sinh của cuộc thi này. Là bạn thân của cô gái mà Tào Hổ nhìn chúng, khác với cô bạn dứt khoát từ chối, Lưu Tiểu Tiểu lại tìm mọi cách tiếp cận Tào Hổ, nhưng Tào Hổ sao nhìn chúng hạng con gái tùy tiện đó, thế là Giang Đào hưởng lợi, mấy ngày thôi đã đưa được Lưu Tiểu Tiểu lên giường rồi. Nhìn mặt dâm dục của mày kia, lát nữa mày cũng cho Lưu Tiểu Tiểu uống thứ thuốc này à? Nghĩ tới chỉ lát nữa thôi chuyện mong đợi bao lâu sẽ thành, Tào Hổ tâm tình cực tốt, cười mắng, tí nữa đôi gian phu dâm phụ bọn mày muốn thác loạn thì tìm phòng bao khác. Đừng có. Vừa mới nói tới đó thì cửa phòng bao bị đẩy ra, hai cô gái chân dài mút mắt đi vào, Tào Hổ ho khan một tiếng, lấy lại dáng vẻ lịch thiệp, Hồ Tiểu Thư, cô thật khó mời, mau ngồi đi. Chương 1418, quy tắc ngầm. Vào buổi chiều trước vòng thi cuối cùng, Trương Khắc và Phó Tuấn tới tòa nhà DTH, ngồi tại ghế sofa ở đại sảnh, đợi Tôn Tĩnh Mông kết thúc diễn tập. Trương Khắc ung dung ngồi đọc báo. Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, biết bàn sau lưng mình vừa có hai người tới ngồi. Mày nói xem vì sao Tào ca mấy ngày qua bảo bọn mình tới đây đợi. Người ngồi dựa lưng vào ghế phía sau Trương Khắc hỏi, giọng khàn khàn. Cái này mày không biết rồi, tao nghe Đào ca nói,
Tào ca của chúng ta mấy ngày qua nhìn chúng một mỹ nữ tham gia cuộc thi của mẹ anh ấy, bám rất sát. Gọi chúng ta tới là để trợ uy. Người còn lại trả lời, giọng vang vang như cái chuông. Chả trách mà lần trước tới thấy Tào ca lẽo đẽo theo sau cô gái đó, chậc chậc. Phải nói em đó được thật, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, lại xinh đẹp mọng nước. Với thân phận và thủ đoạn của Tào ca, chuyện này chẳng phải dễ như trở lòng bàn tay, đúng là sướng thật. Giọng khàn nói tới đó không khỏi tưởng tượng lại thân hình cô gái kia, lời nói hết sức hâm mộ Tào ca. Nghe tới đó, Phó Tuấn và Trương Khác đưa mắt nhìn nhau, hơi nghiêng người đi, lấy báo che hoàn toàn khuôn mặt. Trương Khác biết Tào ca đương nhiên là Tào Hổ, còn hai tên này, tên giọng vang vang kia là một trong hai tên luôn theo sát Tào Hổ, còn Đào ca là tên còn lại, đoán chừng lúc này đang ở trên lầu, phục vụ sát sườn cho Tào Hổ. Theo lý thì như thế, nhưng đúng là tà môn. Nghe Đào ca kể con bé kia mặc cho Tào ca theo đuổi ân cần thế nào, lại biết rõ thân phận của Tào ca, vậy mà chẳng nể mặt anh ấy chút nào. Phải nói con bé đó không tệ, không chỉ trông xinh đẹp, tài năng cũng đặc sắc, là người được ủng hộ nhất cho vị trí hoa khôi cuộc thi. Miệng chuông không hiểu nổi, vì sao hiện giờ còn có con gái không chịu cúi đầu trước quyền thế và tiền bạc. Vậy làm sao Tào ca chịu nổi, lần trước phải nhà em Trần Ninh của viện ngoại thương ra rồi, lần này lại ở địa bàn của mẹ anh ấy. Với tính cách của Tào ca, chẳng lẽ mặc cho con bé đó làm kiêu? Khàn tiếng ngạc nhiên lắm, hắn cũng không hiểu, chỉ là hắn không hiểu Tào Hổ. Đương nhiên là thế, tao nghe Đào ca kể, Tào ca đã bảo anh ấy đi mua thuốc. Nói tới đó miệng chuông ghé người tới hạ thật thấp giọng nói với khàn tiếng, Tào ca chuẩn bị ra tay trước vòng thi vài ngày, dùng thành tích cuộc thi làm mồi nhử dụ con bé đó ra ngoài, sau đó liền. Miệng chuông tưởng rằng mình đã nói nhỏ lắm rồi, chỉ là trời sinh cái giọng hắn như thế. Trương Khác lại ngồi rất gần, cho nên nghe rõ ràng. Quy tắc ngầm, không ngờ Tào Hổ muốn chơi quy tắc ngầm, Trương Khác bất giác nhớ tới ba chữ mà sau này luôn gây xôn xao. Làm thế liệu có vấn đề gì không? Khàn tiếng hơi lo. Có vấn đề gì chứ, trước tiên chưa nói con bé kia được Tào ca hứa cho vị trí quán quân, sau khi chuyện xảy ra sẽ không dám báo cảnh sát. Cho dù dám báo, mày nghĩ bằng vào thân phận và địa vị của Tào ca, chẳng lẽ không dẹp được việc này? Miệng chuông hiển nhiên là to gan hơn, tỏ ra khinh bỉ tên bạn nhát chết, so với việc lo có chuyện gì, chẳng bằng nghĩ xem chúng ta có thể chấm mút chút gì đó không. Hả, ực, mày nói, con bé kia, chúng ta cũng có thể chơi, khàn tiếng kích động líu cả lưỡi lại, Trương Khác ngồi sau lưng hắn có thể nghe được cả hơi thở của hắn nặng dần. Có thể chơi cái con mẹ mày ấy, con bé đó mày đừng mong đụng vào, Tào ca muốn còn chưa được. Miệng chuông rất khinh bỉ tên bạn. Vừa nhát vừa ngu. Ý tao nói Tào ca ăn thịt, chúng ta cũng được húp canh, mỹ nữ cấp bậc đó thì chúng ta không có hy vọng, nhưng những cô bé khác muốn có thành tích tốt thì sao? Dựa vào thân phận của Tào ca, chúng ta có thể. Miệng chuông chắc mưu tính chuyện này lâu rồi, cảm thấy khả năng thành công rất cao, nói tới về sau còn không kìm được cười đắc ý, chỉ là với cái giọng của hắn, lại còn cố ý áp giọng xuống, nghe như cái chuông gì nhiều năm đem ra gõ, tiếng vừa đục vừa ù, nghe hết sức khó chịu. Tên ngày không ngờ muốn dùng thân phận của Tào Hồ chơi quy tắc ngầm, Trương Khác nhíu mày lại, đúng với câu nói, hãy nói cho tôi biết bạn ai là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào. Tào Hồ dựa vào thân phận của mẹ và cậu hắn tán tỉnh người ta không được, muốn dùng thủ đoạn cưỡng bức sau đó dụ dỗ, bọn đàn em của hắn cũng trên làm sao dưới học vậy, định dở trò với các cô gái khác, đúng là cá mè một lứa. Tiểu yêu tinh mấy ngày qua đang giận mình, hiện giờ buồn ngủ gặp cái chiếu manh. Mình không lợi dụng cho tốt thì uổng phí tấm lòng của bọn chúng rồi. Trương Khác hơi hạ tờ báo xuống, nháy mắt với Phó Tuấn. Mấy ngày qua Phó Tuấn theo Trương Khác tới DTH, chuyện anh Vương dở trò trên báo cũng biết, lúc này tất nhiên hiểu ý Trương Khác, khẽ gật đầu, hắn đi theo Trương Khác bao năm, nhiều chuyện không cần Trương Khác nói phải làm sao, hắn cũng biết nên làm gì. Tào Hổ gần đây cảm thấy phong thủy kiến nghiệp hình như không hợp với mình lắm. Luôn suy nghĩ mình chọn tới đợi ít Đông Hải để học có phải là sai lầm hay không. Thu mấy tên đàn em Vương Đào, Giang Đào trải qua nửa học kỳ đầu miễn cưỡng có thể coi là hài lòng, nhưng bắt đầu vào học kỳ thứ hai, chẳng có chuyện gì làm hắn hài lòng, cô bé hoa khôi mà hắn thèm thuồng bao lâu, theo đuổi bao lâu, đến khi triển khai thế công toàn diện thì vì kẻ đó mà phải buông tay. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó Tào Hổ lại thầm nghiến răng căm hận cùng nuối tiếc, tại sao mình không xử ngay con bé Trần Ninh đó ở học kỳ đầu. Nếu thế đã chẳng xảy ra chuyện chen ngang phá đám. Khó khăn lắm mới vượt qua được những ngày tháng xuống tinh thần, Tào Hổ cuối cùng cũng tìm được mục tiêu mới,
một nữ thí sinh tham gia hoạt động thi tài do công ty mẹ hắn tổ chức. Tào Hổ trong một lần tới DTH xem luyện tập nhìn thấy nữ thí sinh đó thì chấn động, đem so với Trần Ninh mảnh mai gầy yếu, nữ thí sinh học ở học viện ca vũ đoàn quân khu này chẳng những dung mạo ngọt ngào, ngực nở eo thon, vóc dáng cao ráo, hai chân thon thả mơn mởn càng có sức dụ hoặc vô cùng với nam nhân. Nhưng thu hút Tào Hổ nhất là đôi mắt long lanh như nước mùa thu của cô gái đó, lại mang chút non nớt ngây thơ mà các nữ thí sinh khác không có, làm Tào Hổ loáng thoáng thấy bóng dáng của Trần Ninh trong đó. Sau lần đó, Tào Hổ liền bắt đầu triển khai thế công với cô gái này, nhưng làm hắn hết sức bất ngờ là cho dù hắn có tốn bao tâm tư, lại còn khéo léo tiết lộ thân phận của mình, đều không có chút hiệu quả nào. Bị từ chối hết lần này tới lần khác, sự kiên nhẫn vốn không nhiều của hắn bị mài mòn từng chút một. Nhưng nhìn cơ thể là lướt dụ hoặc tột độ của cô gái đó, hạ thân hắn trào cờ suốt, vừa mất mặt lại bị dục vọng kích thích, Tào Hổ quyết định không giả bộ nho nhã lịch sự nữa, chuẩn bị dùng biện pháp cứng rắn. Chuẩn bị xong cả chưa? Trong phòng bao ánh sáng u ám, Tào Hổ khẽ hỏi Giang Đào. Tào ca yên tâm, có hết ở đây rồi. Giang Đào vỗ túi quần, cười dâm dục nịnh nọt, một lát nữa đợi bọn họ tới hát vài bài trước, để con dâm phụ Lưu Tiểu Tiểu lấy cớ đi nhà vệ sinh gọi cô ta đi cùng. Em sẽ cho thuốc vào đồ uống của cô ta, lúc đó đảm bảo cô ta như con mèo động được nhào vào lòng Tào ca. Lưu Tiểu Tiểu mà Giang Đào nói là nữ thí sinh của cuộc thi này, là bạn thân của cô gái mà Tào Hổ nhìn chúng, khác với cô bạn dứt khoát từ chối. Lưu Tiểu Tiểu lại tìm mọi cách tiếp cận Tào Hổ, nhưng Tào Hổ sao nhìn chúng hạng con gái tùy tiện đó, thế là Giang Đào hưởng lợi, mấy ngày thôi đã đưa được Lưu Tiểu Tiểu lên giường rồi. Nhìn mặt dâm dục của mày kia, lát nữa mày cũng cho Lưu Tiểu Tiểu uống thứ thuốc này à? Nghĩ tới chỉ lát nữa thôi chuyện mong đợi bao lâu sẽ thành, Tào Hổ tâm tình cực tốt, cười mắng, tí nữa đôi gian phu dâm phụ bọn mày muốn thác loạn thì tìm phòng bao khác, đừng có. Vừa mới nói tới đó thì cửa phòng bao bị đẩy ra, hai cô gái chân dài mút mắt đi vào, Tào Hổ ho khan một tiếng, lấy lại dáng vẻ lịch thiệp, Hổ tiểu thư, cô thật khó mời, mau ngồi đi. Chương 1419, lần thứ ba gặp nhau. Cùng lúc đó ở phòng bao ngay bên cạnh, có sự xuất hiện của Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông. Từ khi Trương Khác nói với Tôn Tĩnh Mông chuyện liên quan tới Tào Hổ, Tôn Tĩnh Mông tinh thần phấn khích cao độ, không biết cái đầu quỷ quái nghĩ ra bao nhiêu cách đối phó với Tào Hổ. Vừa rồi nếu chẳng phải Trương Khác ngăn cản, cô đã lao thẳng vào phòng bao bên cạnh, chuyện Tiểu Tuyết làm cô không sao nuốt trôi được. Quá khứ chân thực của Tiểu Tuyết được cho đăng lên báo mấy ngày trước, quả nhiên nghị luận xôn xao, các tờ báo khác và trang tin trên mạng đều cho chuyển đăng, nói tốt có nói xấu cũng có. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng áp lực dư luận quá lớn, làm Tiểu Tuyết không chống đỡ nổi, mấy ngày liền chưa rời khỏi cửa, ngay Trương Khác bị liên lụy, Tôn Tĩnh Mông oán trách mấy lần. May mắn sau vài ngày dư luận bàn tán không mục tiêu không định hướng, tư tưởng tích cực với cuộc đời đã chiếm thế thượng phong, mặc dù vẫn có những lời châm chích rỉa dòi ác ý do những kẻ cố tình tung ra, nhưng không ảnh hưởng tới đám đông nữa. Vòng thi đấu cuối cùng của thanh nữ không những không hề bị ảnh hưởng xấu như kẻ nào đó mong muốn. Ngược lại vì có một tổng giám sát không chịu khuất phục cuộc sống khiến nó càng được chú ý, có thể miễn cưỡng được gọi là gặp họa được phúc. Nhất định phải tóm được thằng khốn nạn đó tại trận, phải cho nó mất hết thể diện, lại không được để nó kịp hãm con gái nhà người ta. Tôn Tĩnh Mông nghiến răng ken két. Nếu chỉ có mỗi thể diện của Tào Hổ thì đáng gì, cũng không cần chúng ta phải tốn công sức thế này. Trương Khác cười xấu xa, chẳng lẽ em không muốn thông qua sự kiện này để ảnh hưởng ở phương diện nào đó lớn hơn một chút? Ví dụ như ảnh hưởng tới hoạt động thi tài của Tĩnh Mỹ và Anh Vương. Á, Tôn Tĩnh Mông hưng phấn thiếu chút nữa nhảy khỏi ghế ofa, nắm tay Trương Khác ra sức lắc, nói mau, anh nói mau, còn có kế hoạch gì nữa? Chưa đợi Trương Khác lên tiếng, phòng bao bị người ta gõ cửa đẩy ra từ bên ngoài, một vệ sĩ mặc thường phục đi vào, tới bên Phó Tuấn ngồi ở cửa thì thầm vài câu. Đợi vệ sĩ đó lui ra, Phó Tuấn đứng dậy nói, đã mượn cớ vào đưa đồ uống lắp xong cả rồi. Trương Khác nghe vậy liền lấy từ trong cặp ra bên cạnh một thiết bị kích cỡ bằng cái Walkman, kéo anten lên, cắm tai nghe vào nghe, Tôn Tĩnh Mông tò mò lắm, thấy Trương Khác không nói gì, liền ghé sát người tới, vì muốn nghe rõ hơn nên người gần như áp lên người Trương Khác, hoàn toàn không chú ý tới Phó Tuấn đã biết ý lui ra ngoài. Uống nhiều nước quá, Tiểu Giai, đi vệ sinh với mình. Lưu Tiểu Tiểu thấy Giang Đào nháy mắt ra hiệu, đứng dậy nói với bạn mình. Tiểu Giai không tiện từ chối liền đứng dậy cùng bạn rời khỏi phòng bao. Trương Khác nghe thấy vậy vỗ má Tôn Tĩnh Mông, đừng nghe nữa, em cũng tới nhà vệ sinh đi, sau đó gọi cô gái tên Tiểu Giai tới đây.
Gã gẫm con gái nhà người ta chẳng phải sở trường của anh sao? Sao bảo em lừa cô ta tới đây? Tôn Tĩnh Mông lườm Trương Khác. Nếu em không ngại anh bị người ta tưởng là hạng biến thái vây đánh trong nhà vệ sinh nữ thì anh tự đi. Trương Khác kéo Tôn Tĩnh Mông dậy, vỗ lên mông mẩy của cô, bảo cô đi mau. Chẳng phải anh thường xuyên tới nhà vệ sinh nữ sao? Trước khi Tôn Tĩnh Mông ra ngoài, đột nhiên quay lại hỏi. Thường tới, Trương Khác gập ngón tay tính, hình như đúng thế thật, ít nhất có hai lần rồi, hơn nữa đều đi cùng cô bé Tôn Tĩnh Mông này. Lần đầu tiên là vì chuyện của Tiểu Thi, sau khi đánh tên mũ lưỡi chai ở sân trượt băng, hai người hoảng loạn trốn vào nhà vệ sinh nữ, lần thứ hai ở hôn lễ của Tôn Tĩnh Hương, cô nàng này không ngờ cưỡng bức mình lấy đi lần đầu. Trương Khác ngồi nghĩ lại chuyện đã qua của hai người, toàn chuyện kỳ quái cả, chỉ có ở bên Tôn Tĩnh Mông, y mới có chuyện bốc đồng điên khùng của tuổi trẻ, mặc dù y có rất nhiều nữ nhân, nhưng mỗi người đều đem lại cho y một tình cảm không hề giống nhau, từng chút một lấp đầy trái tim y. Chừng mấy phút sau, chẳng hiểu Tôn Tĩnh Mông dùng cớ gì gọi được cô gái tên Tiểu Giai tới thật. Tiểu Giai đi vào phòng bào, nhìn rõ là Trương Khác không kìm được che miệng kêu, sao lại là anh tìm em? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác đứng dậy bật cười, Hồ Duy Giai, chào em, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi, nếu như em còn nhớ lời anh nói. Nhớ chứ, sao không nhớ anh cho được, em vô số lần nhớ tới anh, muốn gặp anh, nhưng vì sao lần nào thực sự gặp nhau rồi, đứng bên cạnh anh cũng là những cô gái quá mức xinh đẹp, làm em thương cảm, hụt hẫng. Hồ Duy Giai nhìn Trương Khác chỉ cách mấy bước chân, cùng Tôn Tĩnh Mông thân mật đứng bên y, miệng mở ra. Nhưng không biết nói thế nào mới thích hợp, cuối cùng gượng gạo cười nói, đúng là lần thứ ba gặp nhau rồi. Về rồi anh khai báo thật rõ ràng hai lần gặp mặt cô gái xinh đẹp này trước đó cho em. Tôn Tĩnh Mông đứng ở bên cạnh Trương Khác lén uy hiếp một câu, rồi đi tới chỗ Hồ Duy Giai, bảo cô ngồi xuống, cô thấy chưa, tôi đâu có lừa cô, ở đây có người bạn cũng muốn gặp cô thật mà. Nhìn Hồ Duy Giai ngồi xuống hoang mang nhìn mình và Tôn Tĩnh Mông. Trương Khác rút tai nghe ra khỏi máy nghe trộm to chừng bằng máy ghi âm, điều chỉnh âm thanh, khẽ đẩy tới trước mặt Hồ Duy Giai, bảo em tới đây là để em nghe cái này, sau đó tự em quyết định. Máy nghe trộm phát ra mấy tiếng xè xè, rồi trong loa bắt đầu có tiếng nhạc, tiếp đó là tiếng nam nữ không được rõ ràng cho lắm. Sao về một mình, Hồ Duy Giai đâu? Mặc dù xen lẫn với tiếng nhạc làm giọng nói không rõ, nhưng Hồ Duy Giai nhận ra đó là Giang Đào bạn trai của cô bạn thân nhất Lưu Tiểu Tiểu. Kinh ngạc nhìn Trương Khác, không hiểu vì sao y lại đặt thiết bị nghe trộm trong gian phòng đó. Trương Khác không nói, chỉ vào máy nghe trộm, ý bảo Hồ Duy Giai nghe tiếp. Tiểu Giai gặp một người quen ở nhà vệ sinh, bị người đó kéo sang phòng bao cô ta ngồi, sẽ về ngay thôi. Giọng này Hồ Duy Giai càng chẳng xa lạ, đó là Lưu Tiểu Tiểu đã cố kéo mình tới nơi này. Đừng để chuyện bất ngờ làm hỏng việc của Tào ca chúng ta là được, Tiểu Tiểu, uống vài ngụm đi, vị không tệ đâu. Trước kia em thử qua rồi đấy, hi hi. Giọng của Giang Đào tuy không rõ, nhưng vẫn nghe được vị dâm dục trong đó. Á, anh lại cho em uống cái thứ đó, chuyện trước kia em còn chưa tính sổ anh đâu đấy. Lần trước nếu không phải như vậy, em chẳng thèm theo tên khốn kiếp nhà anh, em không phải là nữ nhân tùy tiện. Nghe như trách móc, nhưng ai cũng nhận ra Lưu Tiểu Tiểu chẳng có chút tức giận nào. Lưu Tiểu Tiểu đột nhiên ý thức được gì đó, lại la hoảng, á. Các anh định cho Tiểu Giai uống thứ này à, cô ấy trông ôn nhu, thực ra tính tình. Tính tình cô ta ra sao thì liên quan gì, em không cần lo, sau khi uống thứ thuốc này vào, tất cả mọi thứ xảy ra sẽ là do cô ta chủ động, Tào ca chẳng qua là phối hợp với cô ta, tính là anh hùng cứu mỹ nhân, thành toàn cho ý tốt của cô ta thôi. Hơn nữa chuyện đã xảy ra rồi, cô ta còn làm gì được nữa. Tào ca đồng ý đưa cô ta lên đứng ba hạng đầu cuộc thi này, cô ta còn có gì không hài lòng. Không khéo cô ta lại còn đòi hỏi có lần thứ hai, thứ ba. Giang Đào cười dâm dục nói tiếp. Nhưng, Lưu Tiểu Tiểu chắc nghĩ tới tính cách của bạn, có thể lương tâm bất an, vẫn còn do dự. Không nhưng gì cả, tới khi đó em phải giúp cô ta uống chai nước này, em yên tâm, lần này em giúp Tào ca một việc lớn, Tào ca không để em thiệt đâu. Giang Đào khuyên. Chương 1420, suýt nữa thành thái giám. Tiểu Tiểu, vì Giang Đào, tôi coi cô như người mình. Cho nên chuyện này không giấu cô. Đợi xong việc rồi, tôi có thể đảm bảo Hồ Duy Giai tiến vào 3 vị trí đầu tiên, còn cô tiến vào 5 vị trí đầu cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Giọng Tào Hổ lần đầu tiên xuất hiện trong máy nghe trộm, nói ra thì cuộc thi này mới chỉ là một sự bắt đầu thôi, về sau hai cô vào giới biểu diễn, muốn được thuận lợi,
với thân phận của tôi, chẳng phải là chuyện quá đơn giản à? Giang Đào, không được ép Tiểu Tiểu, để cô ấy tự lựa chọn. Lưu Tiểu Tiểu tựa hồ rơi vào giằng xé, một lúc sau mới lại nghe thấy giọng cô ta, anh phải đảm bảo để tôi và Tiểu Giai tiến vào 5 vị trí đầu, đảm bảo sau này nâng đỡ chúng tôi trong giới biểu diễn. Khả năng là vì kiếm một cái cớ thuyết phục mình, Lưu Tiểu Tiểu nói vừa to vừa cứng rắn, nghe qua máy nghe trộm rất rõ, như dao cùn cứa lên da thịt Hồ Duy Giai, làm cô đau đớn vô cùng. Mình tin tưởng bạn, tín nhiệm bạn, cho nên mới cố chịu đựng tên Tào Hồ đáng ghét đó mà tới đây, nhưng bạn lại vì thứ hạng cuộc thi, vì cái gọi là con đường biểu diễn, bản thân khuất phục lại còn định bán cả mình nữa. Hồ Duy Giai thất vọng vô cùng, mặt trắng bệch, cố gắng lắm mới ngồi vững được. Tôn Tĩnh Mông nhìn Hồ Duy Giai không đành lòng, nhưng Trương Khắc chưa lên tiếng, cô cũng đành tạm nhịn. Em yên tâm, Tào ca xưa nay nói một là một, chuyện này với mọi người đều có lợi, Tiểu Tiểu, em đừng do dự nữa. Nào, em uống trước đi, đợi lát nữa Hồ Duy Giai quay lại cũng sẽ uống cái này, chúng ta không ở lại đây quấy nhiễu chuyện tốt của Tào ca nữa, tới phòng bao khác làm chuyện của chúng ta. Giang Đào xem ra ôm chặt lấy chân Tào Hổ rồi, cái gì cũng nghĩ chu đáo, hẳn với cha mẹ hắn cùng lắm cũng chỉ tới mức đó là cùng. Tốt, tôi biết Tiểu Tiểu là người thống khoái, cô yên tâm, Tào Hổ tôi tuyệt đối không bạc đãi bạn mình. Hẳn là nhìn thấy Tiểu Tiểu uống thứ kia rồi, Tào Hổ liền vỗ tay cổ vũ. Tới đây thì không cần phải nghe tiếp nữa rồi, Trương Khắc đưa tay lấy máy nghe trộm, tắt nó đi. Tin rằng hiện giờ không cần anh nói thêm gì nữa, tình hình em hiểu cả rồi. Trương Khắc khẽ vỗ máy nghe trộm nói với Hồ Duy Giai, anh chỉ đem một số chuyện cho em biết trước vài phút, hiện giờ vẫn cần em tự quyết định. Tôn Tĩnh Mông cảm thấy kỳ quái, không biết sao Trương Khắc còn để Hồ Duy Giai tự quyết định. Em có thể coi như không biết chuyện gì quay về phòng bao đó, cái máy nghe trộm này của anh cũng có thể cho em mang đi, để về sau em có thêm một thứ đảm bảo. Trương Khắc vỗ tay Tôn Tĩnh Mông bảo cô đừng nói vội, đương nhiên em có thể lựa chọn bỏ đi, coi như chưa từng tới đây, chỉ là tối nay em sẽ mất đi một người bạn vĩnh viễn không tìm lại được, có điều em có được liên hệ với người bạn cũ. Nếu bây giờ em đi, anh liệu có làm gì Tiểu Tiểu không? Hồ Duy Giai không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Có kẻ làm những chuyện không được làm, nếu anh đã biết, trong phạm vi năng lực của anh sẽ khiến những kẻ đó chịu trừng phạt đáng phải chịu. Thấy Hồ Duy Giai còn lo lắng cho Lưu Tiểu Tiểu, Trương Khắc cắt ngang lời cô, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì việc mình làm. Lời của Trương Khắc làm Hồ Duy Giai rơi vào im lặng, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai của y, đứng dậy nói, em sẽ về tiếp tục đợi cốc cà phê lam mạn của em. Vừa rồi sao anh biết lựa chọn của cô ấy? Nhìn bóng lưng cô quạnh của Hồ Duy Giai biết mất sau cánh cửa, Tôn Tĩnh Mông không nhìn được nắm lấy tay Trương Khắc, nếu cô ta lựa chọn con đường thành danh, muốn cái máy ghi âm này, anh sẽ đưa cho cô ta à? Nếu như cô ấy thực sự muốn đi lên con đường thành danh, anh sẽ đưa cho cô ấy. Nếu như thế tối nay chúng ta tốn bao công sức như vậy thành uổng phí hết à? Cơ hội tốt đả kích, biến cuộc thi của anh Vương Tĩnh Mỹ thành trò cười, chẳng lẽ vì lựa chọn của cô ta mà phải từ bỏ à? Tôn Tĩnh Mông tròn mắt nhìn Trương Khắc. Anh để cho cô ấy tự lựa chọn thì đương nhiên phải biết cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào. Trương Khắc rất thích vẻ mặt của Tiểu Yêu Tinh lúc này, có điều hiện không có thời gian cho y thưởng thức, không còn thời gian nói chuyện nữa, tiếp theo còn không ít chuyện muốn xử lý, nếu không đợi nữa sẽ khiến mấy kẻ kia hoài nghi, như thế chuyện phí công thật đấy. Trương Khắc kéo Tôn Tĩnh Mông khỏi phòng bao, thì thầm vào vài câu tai y một vệ sĩ đóng giả nhân viên phục vụ đứng bên cửa. Vệ sĩ đó gật đầu quay sang nháy mắt với một phục vụ giả khác, hai người cùng tới phòng bao sát bên cạnh, gõ cửa, một người đi vào, không lâu sau thò đầu ra gật đầu, Trương Khắc cùng Tôn Tĩnh Mông, Phó Tuấn mới đi vào. Tôn Tĩnh Mông vào trong phát hiện ra ba nam nữ bên trong đều ngất xỉu trên ghế sofa, mới hiểu ra nhân viên lúc nãy vào là để đánh ngất bọn chúng. Trong hai tên này, tên nào là Tào Hổ? Tôn Tĩnh Mông có chút kích động, tựa hồ cho rằng cơ hội báo thù tới rồi. Tên Tào Hổ đó không ngờ dám dùng thuốc cưỡng bức con gái, bị cô liệt vào hạng cặn bã không còn đường cứu chữa, loại người đó gặp phải cô thế nào cũng phải chịu thống khổ. Trương Khắc đang dặn Phó Tuấn bảo hắn gọi điện nặc danh, khéo léo tiết lộ cho những báo mạng tiết lộ tin tức, nghe Tôn Tĩnh Mông hỏi, không chú ý tới giọng nói và vẻ mặt của cô, chỉ Tào Hổ đang nằm ngửa mặt lên trời. Biết Tào Hổ là ai rồi, Tôn Tĩnh Mông không nói thêm một lời, đi tới trước mặt hắn, nhấc chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Cú đạp này cứ như cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp, chừng như có tiếng xé gió vang lên, nếu chúng chiêu này, kết cục chỉ có một.
Tích tắc, đế giày của Tôn Tĩnh Mông sắp chạm vào tàu hồ, cánh tay Tôn Tĩnh Mông bị Trương Khắc kéo giật ra sau, người bị mất thăng bằng, thành ra đạp lên đùi tàu hồ, nhưng vẫn mạnh tới mức làm kẻ đang hôn mê phải kêu lên đau đớn. Bà cô ơi, đạp phát này không chừng về sau làm hắn thành vô dụng luôn đấy. Mặc dù kịp thời phát hiện và ngăn chặn, Trương Khắc vẫn toát mồ hôi lạnh. Trước đó cùng Đồng Giản Niên, Tĩnh Mỹ có va chạm, có thể nói là đấu tranh có chừng mực trong phạm vi nhất định, hai bên đều không vượt quá giới hạn, nhưng nếu cái đạp này của Tôn Tĩnh Mông trúng đích, làm Tào Hồ Thành tên thái giám thực sự, vậy cầm Hồ Thành tử địch của hai nhà Tào Đồng rồi, cả đời này sợ rằng khó mà cởi bỏ được. Thấy Tôn Tĩnh Mông còn chưa hả giận, muốn bồi thêm vài cước, Trương Khắc vội kéo cô ra khỏi phòng bao, để cô bình tĩnh lại. Tiểu yêu tinh cực kỳ thù hận nam nhân bắt nạt nữ nhân, lần trước tên mũ lưỡi trai chỉ sờ mông tiểu thi mà bị Tôn Tĩnh Mông đạp gần què, sau đó tới sự kiện bao vây TKX nữ, nếu không có Trương Khắc can ngăn thì 10 đầu ngón tay của tên kia bị Tôn Tĩnh Mông hủy rồi. Trương Khắc lau mồ hôi lạnh quay về phòng bao, thấy Phó Tuấn đã gọi điện thoại xong, đang lấy thiết bị ghe trộm dưới gầm bàn ra, hỏi, phóng viên chừng bao lâu thì tới được. Nhanh cũng phải chừng nửa tiếng, thời gian thế là đủ, ba kẻ này ít nhất phải nửa tiếng nữa mới tỉnh lại được. Phó Tuấn xem đồng hồ, trả lời chắc chắn. Bọn chúng dùng thuốc gì? Thời gian không phải vấn đề, Trương Khắc liền quan tâm tới chi tiết. Một loại thuốc kích dục, trộn thêm thuốc tăng lực, chai nước ngọt chưa uống hết và lo chỉ còn nửa này đều có. Một vệ sĩ đi vào ngửi ngửi, chấm ngón tay nếm thử rồi đáp. Thứ thuốc này hẳn trên người Giang Đào chắc vẫn còn. Lục ra bày trên bàn cho phóng viên dễ thấy, ngoài ra cho bọn chúng nếm thử mùi vị thứ thuốc đó, mỗi chai nước cho một ít. Trương Khắc cố gắng bố trí cảnh tượng cho thật dâm loạn, nhìn Tào Hồ và Giang Đào, làm y phục bọn chúng sộc sạch vào, càng điên càng tốt, còn Lưu Tiểu Tiểu. Việc hại đời Hồ Duy Giai, mặc dù cô có do dự, có đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục hiện thực, dù sai xong chưa tới mức trừng phạt nghiêm trọng. Trương Khắc nhìn Lưu Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng bừng, lúc cô ta khuất phục có lớn tiếng nói. Biết cô ta đang thuyết phục lương chi còn sót lại của mình, sau đó uống thứ thuốc này có lẽ vì muốn dùng đó để mê hoặc bản thân, để lòng bớt dai dứt. Đưa cô ta sang phòng bao bên cạnh, hy vọng chuyện này khiến cô ta hiểu ra điều gì đó. Trương Khắc nói xong liền cùng những người khác rời khỏi phòng bao. Rời phòng bao, Trương Khắc chẳng còn hứng thú ở lại chỗ này, lấy trong máy nghe trộm ra một chiếc đĩa nhỏ giao cho Phó Tuấn, bảo hắn xử lý, xóa đi phần có tên người, sao ra nhiều bản giao cho các tờ báo. Dặn dò xong cùng Tôn Tĩnh Mông bỏ đi. Buổi tối ở chung cư thanh niên, Tôn Tĩnh Mông vẫn không buông tha cho Trương Khắc ở vấn đề kia. Anh còn chưa nói cho em biết vì sao anh tin chắc Hồ Duy Giai không chọn con đường thành danh. Tôn Tĩnh Mông ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Vẫn như trước kia, tắm rửa xong Tôn Tĩnh Mông chỉ mặc áo sơ mi nam bên ngoài chiếc quần lót nhỏ xíu, cúc áo cũng chẳng cài kín, lộ ra mảng da ngực trắng nõn và nửa bầu vú phập phồng. Trên lớp vải mềm còn có hai chấm nhỏ nhô lên đầy khiêu khích, cặp đùi trắng miên man cũng khoe cả ra ngoài, hại Trương Khắc không biết nhìn lên ngực hay là đùi, hay là phải quan tâm chỗ thần bí che đậy lập lờ bởi cái quần lót mỏng khiến người ta phun máu kia. Trương Khắc do dự một chút, cuối cùng khoan khoái nằm xuống, gối đầu lên đùi Tôn Tĩnh Mông, ngửi mùi thơm thoảng thoảng trên người cô sau khi tắm xong mới nói, nếu Hồ Duy Giai lựa chọn con đường thành công thì đoán chừng 8-9 phần đã nằm trong lòng Tào Hồ. Chẳng cần hắn phải dùng tới thủ đoạn này, hơn nữa trong ấn tượng của anh, Hồ Duy Giai không phải là hạng con gái như thế. Tôn Tĩnh Mông đảo mắt một vòng, đúng rồi mà, anh và cô ta còn là bạn cũ, thành thật khai báo ngay, hai lần gặp mặt trước của anh và cô ta ra sao. Ặc, Trương Khắc cứng họng, chẳng biết phải giải thích chuyện khi đó mình chỉ muốn thử nghệ thuật tán gái như thế nào. Chương 1421, lựa chọn sinh tử. Sau khi lên làm phó thị trưởng, lượng công việc và trọng trách trên vai Cố Hiểu Mai đều tăng lên rất nhiều, thường ngày cuối tuần cũng phải tới chính phủ thành phố tăng ca, nhưng chuyện lớn liên quan tới phẫu thuật cho Trần Ninh, bà ta xin nghỉ cùng chồng Vu Vệ cùng vợ chồng Trần Dục tới kiến nghiệp và ngày đầu tháng 6. Đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh tìm được Viện trưởng Ngụy Quan Hoa chủ trì chữa bệnh cho Trần Ninh, mấy người ngồi trong văn phòng thương lượng chuyện phẫu thuật vào cuối tháng. Tất cả thiết bị cần cho phẫu thuật đều đã đầy đủ, tình hình dùng thử hiện nay vô cùng tốt. Hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu sử dụng lâm sàng. Thấy trên mặt cha mẹ Trần Ninh viết đầy vẻ lo lắng, Ngụy Quan Hoa cô lấy những tình huống tích cực ra an ủi họ, để họ có thêm lòng tin. Có phải là nhất định cần phẫu thuật không, nếu không thì tiểu Ninh nhà thôi. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị tư tưởng nhất định, nhưng khi chính thức phải đưa ra quyết định, là người mẹ, Vương Cầm vẫn muốn né tránh theo bản năng, nghĩ nếu phẫu thuật có nguy hiểm,
chẳng thà để Trần Ninh cứ như thế này, trông có vẻ rất khỏe mạnh. Nếu như không phẫu thuật, hiện giờ xem ra vấn đề không lớn, nhưng đợi cô bé nhiều tuổi hơn một chút, các bộ phận phát triển hoàn thiện, sẽ tăng thêm gánh nặng cho tim, khiến công năng của tim suy thoái ngày một nhanh hơn, gây ra đủ chứng bệnh khác, cơ bản không có khả năng trị liệu, lạc quan nhất cô bé chỉ có thể sống tới 25, 26 tuổi. Mặc dù không đành lòng đem sự thực tàn nhẫn này nói ra với một người mẹ, nhưng bất kể nghĩ từ điều kiện khác quan chữa trị y tế, hay tuổi tác người bệnh đang vào thời điểm phẫu thuật tốt nhất, cần phải khiến cho người nhà bệnh nhân đưa ra kết quả cuối cùng. Phẫu thuật tuy có nguy hiểm, nhưng có thể chỉ tận gốc tim bẩm sinh phát triển không hoàn toàn của cô bé. Nếu phẫu thuật thành công, thêm 2-3 năm điều dưỡng, cơ bản có thể đạt được tiêu chuẩn sức khỏe của người bình thường. Không làm phẫu thuật, con gái mình tối đa chỉ có thể sống thêm vài năm. Làm phẫu thuật, con gái mình có thể khôi phục thành một người khỏe mạnh bình thường, nhưng khả năng sau khi vào phòng phẫu thuật, con gái mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Một bên là sống, một bên là chết, một là thiên đường, một là địa ngục, lựa chọn khó khăn bày ra trước mắt làm Vương Cầm che miệng khóc nức nở, bà nguyện thà để mình là người phải phẫu thuật, nguyện thà mang hết bệnh tật của con. Cố Hiểu Mai ngồi bên cũng buồn bã ôm vai Vương Cầm an ủi. Viện trưởng Ngụy, tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu? Là nam nhân, Trần Dục phải cực lực khắc chế tình cảm, nhưng giọng nói không khỏi nghèn nhẹn, đúng là thương thay cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Với điều kiện y tế trước kia, loại bệnh tim bẩm sinh này chỉ có 25% có thể phẫu thuật thành công. Bất kể kết quả thực sự ra làm sao, Ngụy Quan Hoa thấy mình phải cho cha mẹ đáng thương này thêm lòng tin, nhưng với điều kiện cùng trang thiết bị hiện nay tỷ lệ phẫu thuật thành công trên 65%, đương nhiên ý chí sinh tồn của người bệnh rất quan trọng. Khi từ bệnh viện nhân dân tỉnh ra cùng ngồi xe tới đợi ít Đông Hải, Cố Hiểu Mai vất vả an ủi Vương Cầm mãi, còn với Vương Cầm mà nói, vừa rồi đã đưa ra quyết định, vậy chỉ còn cách nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Tới đợi ít Đông Hải, tâm tình Vương Cầm đã bình thường hơn một chút, ít nhất trông không quá bi thương. Vì tránh bị nhìn ra, khi gặp con gái, Vương Cầm mỉm cười như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là nụ cười đắng ngắt, không chỉ bà, cùng là mẹ, cùng nhìn Tiểu Ninh lớn lên từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ. Cố Hiểu Mai cũng đau khổ vô cùng. Sau khi hỏi qua đại khái tình hình học tập gần đây, Vương Cầm vì muốn tránh ánh mắt mắt nghi hoặc của Trần Ninh, chỉ muốn rời khỏi trường thật nhanh, nhưng Cố Hiểu Mai trước khi đi hỏi Vu Trúc, tên tào hổ kia có còn quấy nhiễu Tiểu Ninh không? Bà hỏi thế tất nhiên là lo lắng tâm tình của Trần Ninh trước phẫu thuật vì chuyện này mà có ảnh hưởng gì, chuyện tào hổ tới tận Tân Vũ uy hiếp, cùng bị bà đuổi đi, chỉ giới hạn trong hai mẹ con, cả Trần Ninh cũng không hay biết gì. Cái thằng đó lần trước bị Trương Khắc tìm tận mẹ nó giáo huấn một trận, đã lâu lắm rồi không dám tới tìm Tiểu Ninh nữa. Vu Trúc nhìn Trần Ninh một cái, tiếp tục nói, hơn nữa cách đây không lâu nghe nói nó đã chuyển trường về Bắc Kinh. Trương Khắc à, sao cậu ta lại ra mặt giúp Trần Ninh? Cô Hiểu Mai ngạc nhiên, nhìn thấy mặt Trần Ninh thoáng ửng hồng, không khỏi thầm thở dài vì con trai, nhưng nghĩ tới bệnh cả Trần Ninh, tâm tình rất tệ. Vu Vệ không chú ý tới điểm này, chỉ thắc mắc, chuyển trường. Loại nhị thế tổ đó sao vô duyên vô cớ chuyển trường, có phải xảy ra chuyện gì không? Cháu nghe nói nó định cưỡng bức con gái nhà người ta ở bên ngoài, bị người ta bắt tại trận, nên không mặt mũi nào ở lại đây nữa. Sau khi Tào Hồ không tới quấy rầy Trần Ninh nữa, Vu Trúc không quan tâm tới chuyện của Tào Hồ, nên tin tức nghe được cũng mơ hồ. Cho dù nói không được rõ ràng, vẫn làm Vu Vệ và Trần Dục đưa mặt nhìn nhau, nghĩ loại nhị thế này đúng cái gì cũng dám làm. Chuyện không đơn giản như Vu Trúc nói đâu. Rõ ràng trong giới nữ sinh, loại tin tức này lan truyền chi tiết hơn nhiều. Trần Ninh phản bác, nghe nói Tào Hổ ỷ hắn là giám đốc công ty tổ chức hoạt động thi tài. Mấy ngày trước kỳ thi ép buộc một nữ thí sinh đi chơi cùng, muốn dùng thuốc mê cưỡng bức cô gái đó, chẳng hiểu sao cô gái đó chạy thoát được. Kết quả Tào Hổ và tên đồng bọn tự uống thứ thuốc đó, bọn chúng bị phóng viên hay tin tới hiện trường chụp được ảnh. Trần Ninh xấu hổ không nói kỹ. Nhưng là người lớn ai cũng hiểu uống loại thuốc đó, hai tên nam nhân kia có thể làm trò gì. Toàn chuyện vô căn cứ, chỉ đám nữ sinh các bạn thích truyền tai nhau. Vu Trúc bản tính chất phác rõ ràng không hứng thú với loại tin tức lộn xộn này. Sao lại không có căn cứ, bạn không thấy cái hoạt động thi tài của họ cuối cùng rất nhiều cô gái không tham gia, hơn nữa trên mạng còn có ghi âm sự kiện này, mặc dù không có tên, nhưng mình nghe giọng là biết một kẻ trong đó là Tào Hổ. Trần Ninh hừ một tiếng. Cô tất nhiên nghe ra giọng Tào Hổ. Tiểu Ninh nói thế làm chú nhớ ra, thời gian trước đó trên tin báo văn hóa chẳng phải cùng tuyên truyền hai hoạt động thi tài nữ sinh, cuối cùng nghe nói hai nhà đều tổ chức vòng quyết đấu ở kiến nghiệp.
Hình như tổng giám sát một nhà còn là gái gọi hàng đầu của Hoàng hậu Tân Vu chúng ta, bị báo chí tiết lộ, cuối cùng nghe nói một cuộc thi đầu voi đuôi chuột có rất nhiều nữ thí sinh bỏ không tham gia nữa. Vu Vệ rõ ràng quan tâm tới tin tức này hơn con trai mình. Người khác nghe chuyện này tối đa chỉ coi là đề tài tán gẫu, Cố Hiểu Mai thân trong quan trường, lại hiểu nhiều chuyện hơn, cho nên cũng suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Cố Hiểu Mai trước kia cũng từng xem tin trên TV về hoạt động của hai công ty này, biết một bên là Thế Kỷ Hoa Nghệ, giống Thế Kỷ Hoa Ảnh đang xây thành phố điện ảnh ở Tân Vu, đều là xí nghiệp phía dưới tập đoàn Thế Kỷ Hoa Âm. Mà rõ ràng là Thế Kỷ Hoa Âm liên quan mật thiết tới Trương khác, hay nói cách khác là với Trương gia, bà nhiều lần thấy Tôn Tĩnh Mông, người chủ trì Thế Kỷ Hoa Nghệ có động thái thân mật với Trương khác, chẳng lẽ sự kiện này cũng là do y đứng sau bày ra? Nếu chỉ là phản kích với thủ đoạn hèn hạ của đối thủ trước đó, hay là ngẫu nhiên phát hiện ngầm phơi bày chuyện này, cũng có lẽ giống như sự kiện La Quy Nguyên, bề ngoài chỉ là tranh giành ghen tuông mà náo loạn, thực chất mục đích cuối cùng diệt trừ nhọt độc La Quy Nguyên. Lần này cậu cũng có mục đích khác, liên tưởng tới việc con trai nói Trương khác ra mặt giáo huấn mẹ Tào Hổ, Cố Hiểu Mai nghĩ. Chẳng lẽ là vì Trần Ninh, nghĩ thế không khỏi buồn cười, Trương khác có thiện cảm với Trần Ninh ra sao thì cũng đâu có mấy cơ hội tiếp xúc, ra mặt giúp Trần Ninh ngăn Tào Hổ đã là bất ngờ lắm rồi. Nếu bảo vì Trần Ninh mà ép Tào Hồ phải chuyển trường rời đi thì nói thế nào cũng không thông. Chương 1422, an bài trước khi đi. Trương khác đương nhiên không biết có người đoán đúng mục đích y đối phó với Tào Hồ là vì triệt để giải quyết ẩn họa hộ Trần Ninh trước khi tốt nghiệp rời trường, lúc này y đang chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày của mình. Tôi cần cổ phần của cô làm cái gì? Trương khác chố mắt nhìn, hôm nay y tới bộ phận hành chính tổng hợp. Cơ cấu trợ lý của y đặt tại Tổng bộ Thương vụ Cẩm Hồ Trung Quốc tìm Diệp Tiểu Đồng an bài công việc cho chuyến hành trình sang Perth sắp tới, không ngờ gặp được Tạ Tử Gia, còn muốn y mua 15% cổ phần của cô ta ở Cao Khoa KV. Cao Khoa KV hiện chẳng còn gì vui nữa, địa vị thị trường đã được xác lập, tôi chẳng bày ra được trò gì, đành kiếm chuyện khác làm thôi. Tạ Tử Gia nhìn Trương khác chằm chằm, tất cả do anh hại, cho nên anh phải mua cổ phần của tôi. Tôi hại thế nào? Trương khác chố mắt. Nhất thời không hiểu. Anh dám nói anh giúp Cao Khoa KV có được địa vị hôm nay không phải vì đã đưa Trần Tĩnh lên giường, hừ. Trương khác toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn bịt miệng nữ ma đầu này ngay lập tức, nhìn quanh không có ai chú ý, giơ tay đầu hàng, cho dù cô muốn bán thì trước tiên cũng nên hỏi anh trai cô chứ, hiện giờ trong tay anh ta đang dư giả còn gì. Tôi chẳng thèm tìm bọn họ, toàn là hạng nhát gan. Tạ Tử Gia bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, hơn nữa tôi chẳng thèm dính líu với bọn họ. Nếu anh không mua, tôi lấy nó đi thế chấp vay ngân hàng. Cô thế chấp làm cái gì, cô lấy tiền làm gì? Trương khác không khỏi tò mò. Mua cổ phần pháp nhân, trong tay tôi có mấy chục triệu đã mua sạch rồi, cơ hội hiếm có, hiện giờ các nơi đang bán tống bán tháo, tôi định mua thêm vài trăm triệu. Tạ Tử Gia thoáng cái đã phấn khích nói, tới khi đó tôi trọng tổ lại, tạo dựng lên một Tử Gia hệ, nói không chừng chẳng thua kém gì Cẩm Hồ hệ của anh. Thực sự không được thì qua 2 năm nữa cổ phiếu được lưu thông thì bán lấy tiền thôi. Chẳng trách vừa mới xảy ra sự kiện hải thúc không lâu, Tạ Ý rút lui cô lại nhảy vào, cẩn thận để mình lún luôn vào đấy. Trương khác không tán thành lắm, nếu nói kiếm tiền, đợi Cao Khoa KV lên TTCK rồi, thu lợi chẳng phải còn nhiều hơn bên giờ sao. Tạ Tử Gia nhìn Trương khác, đột nhiên nản chí, nhưng mà tôi buồn, sáng vực trọng tổ rồi sẽ phát triển ổn định mấy năm, chẳng có gì kích thích để làm cả. Xoay xoay di động trong tay, Tạ Tử Gia đột nhiên nói, hay cho tôi tham gia Cẩm Hồ với, sáng vực là xí nghiệp của Cẩm Hồ, tôi cũng được coi là một nửa nhân viên Cẩm Hồ chứ. Trương khác nghẹn lời, đầu óc của bé này xoay như cái trong chóng, chừng như dừng lại là buồn chán mà chết, ý nghĩ kỳ quái nảy ra liên tục. Tạ Tử Gia thấy Trương khác chố mắt không nói, cô càng nghĩ càng thấy chú ý này của mình có lý, từ chỗ Trần Tĩnh, cô tìm hiểu được toàn bộ diện mạo của đế quốc Cẩm Hồ. Biết lập nên một tập đoàn cạnh tranh với Cẩm Hồ là rất mong manh, có điều nếu như mình vào được tầng quyết sách của Cẩm Hồ, trở thành thành viên hội nghị 29 người, thậm chí là những người đứng đầu hội nghị, chủ ý của mình chưa chắc kém hơn Trương khác, lúc đó y có cổ phần nhiều cũng phải nghe lời mình. Nghĩ tới cảnh điều hành hội nghị, chỉ bảo Trương khác làm việc, Tạ Tử Gia càng hưng phấn, anh có thấy kích động không? Nhân tài như tôi nếu chẳng phải anh lừa được Trần Ninh thì làm sao có được? Nếu muốn đổi cổ phần gì đó, có phải tôi đi tìm Diệp Tiểu Đồng là được không? Tôi còn chưa đồng ý cơ mà. Trương khác cuối cùng cũng nói xen vào được. Tạ Tử Gia là người có thiên phú thương nghiệp nhất mà Trương khác từng thấy. Nhưng tính cách quá siêu thoát, thiếu chững chạc, tư tưởng đầu cơ quá lớn.
Trương Khác lo Tạ Tử Gia phá hỏng sức mạnh ngưng tụ và quy hoạch lâu dài của Cẩm Hồ, nhưng phải nói nếu không như vậy cô chẳng nảy ra được ý tưởng thiên tài. Nghĩ một lúc Trương Khác nói, hay là cô giúp tôi lập một hạng mục này đã, còn chuyện gia nhập Cẩm Hồ đợi cuộc họp lần sau tôi sẽ cho cô câu trả lời. Khi nào các anh họp, muốn sử dụng tôi miễn phí là không được đâu nhé, hơn nữa hạng mục không hay tôi không làm. Tạ Tử Gia nói liến thoáng. Cuộc họp sẽ tổ chức đầu tháng 7, Ái Đạt tiếp nhận một công ty máy chơi game, khi đó đối thủ sẽ là PS2 của Sony và Xbox sắp ra mắt của Microsoft, thế nào, đủ kích thích chưa? Qua, cạnh tranh với Sony và Microsoft, coi như anh có mắt nhìn người, không tùy tiện lấy một hạng mục ra đối phó cho có. Tạ Tử Gia mắt sáng rực, gật đầu như thể sợ muộn một giây thôi Trương Khác sẽ đổi ý, sốt ruột sấn tới trước mặt y nói vội, hiện ai đang phụ trách hạng mục này? Tôi đi tìm anh ta. Vương Tuyên, hiện anh ta đang ở Tân Thái, tôi sẽ thông báo cho anh ta, tạm thời cô sẽ là phó tổng phụ trách hạng mục, phụ trách khai phát thị trường, tiền lương giống và đãi ngộ giống anh ta. Trương Khác hơi ngả người ra sau tránh, không phải ngực hơi nhỏ thì chạm là cái chắc rồi, nhưng phải thừa nhận ma đầu này rất xinh đẹp. Vương Tuyên à, cái tên vô dụng của City thiết bị giáo dục điện tử Ái Đạt. Miệng Tạ Tử Gia vẫn cay độc như cũ, khẽ vỗ vai Trương Khác. May mà anh tìm tôi đấy, nếu không chắc chắn sẽ lỗ trỏng gọng, mau thông báo cho hắn, mai tôi tới Tân Thái, chuẩn bị nghe lệnh tôi. Rồi ngửa đầu bước đi rất kiêu ngạo, rõ ràng không thèm nghe Trương Khác nói mình chỉ là cấp phó. Trương Khác càng nghĩ càng thấy chuyện này bất thường, vào văn phòng Diệp Tiểu Đồng nói, Tiểu Đồng, tính kế sau lưng người khác không phải là thói quen hay đâu. Diệp Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Trương Khác, không nhịn được phì cười, có mỹ nữ giúp không thích à? Cô ta à? Quên đi, ngực phẳng lì như cái bảng, làm sao so được với Tiểu Đồng của tôi chứ? Trương Khác cố ý nhìn hao háo ngực Diệp Tiểu Đồng trả đũa, sau khi sinh con chỗ đó của cô càng thêm bắt mắt, phối hợp với chiếc áo trắng phập phồng, cùng đồng phục hấp dẫn, rất dễ dẫn dụ người ta nghĩ bậy. Chỉ giỏi mồm mép, người ta ngực nhỏ nhưng đầu to, nhà đầu này lần trước ở nhà cậu khiến tôi phải chấn động, tôi rất muốn xem cậu và cô nhóc đó, ai lợi hại hơn ai. Diệp Tiểu Đồng bày ra cái vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Còn ưỡn ngực lên chẳng ngại ánh mắt Trương Khác, hơn nữa Diệp Đào sắp cai sữa rồi, tôi không định làm ở đây nữa, thế nào, có thể để cô nhóc đó thay thế tôi không? Cô ta à, tính cô ta không thích hợp, cô ấy xung phong hãm trận thì tốt hơn là chấn giữ hậu phương. Trương Khác lần thứ hai trong ngày giơ tay đầu hàng, không dám nhìn ngực Diệp Tiểu Đồng nữa, tôi hoài nghi cô ta căn bản không ngồi yên nổi một ngày. Tính tôi không phải như thế à, chẳng phải cũng bị cậu nhốt tại đây sao? Diệp Tiểu Đồng bất mãn nói, hơn nữa cậu hy vọng thương vụ Cẩm Hồ phát triển nghiệp vụ đại lý xuất nhập khẩu trong nước, chuyện cần xung phong hãm trận không ít. Tôi biết ủy khuất Tiểu Đồng, cùng lắm tôi điều tương vi về vậy. Trương Khác gãi đầu, rồi quan tâm hỏi, vì sao không muốn làm nữa, có phải trong nhà có chuyện muốn đi không? Sợ ở gần cậu quá bị tên sắc ma cậu hãm hại lúc nào không hay đấy. Diệp Tiểu Đồng lườm Trương Khác một cái, y nhạy bén với tâm tư nữ nhân thế, chẳng trách. Lại cảm khái nói, tôi chỉ nhớ những ngày bôn ba khắp nơi thôi, ngày ngày nhốt trong văn phòng và quanh quẩn bên con sắp một ngạt chết rồi. Dù sao tôi cũng đợi anh Kiến Bân chỉnh hợp xong hệ thống vận chuyển hậu cần rồi mới tính, hiện giờ không vội, đánh tiếng trước cho cậu chuẩn bị thôi. Và lại còn có Trần Phi Dung và Hà Huyền nữa cơ mà, thêm vào Tạ Tử Gia, ba tiểu mỹ nhân chưa đủ thỏa mãn cậu à. Nữ nhân các cô đúng là, sinh con rồi cái gì cũng dám nói. Trương Khác phản kích. Tôi đuổi cô tới chỗ anh Thiệu, để anh ấy trông coi vợ mình cho kỹ, không khéo cô hại danh tiếng thanh bạch của tôi. Anh ấy à, Diệp Tiểu Đồng đột nhiên không nói nữa. Trương Khác thở dài, từ cách làm việc như điên của Thiệu Tâm Văn, y đã mơ hồ phát hiện quan hệ vợ chồng Diệp Tiểu Đồng có vấn đề, kéo ghế xuống ngồi gần cô, là bạn bè lâu năm y có trách nhiệm chia sẻ, sao rồi, cãi nhau với anh Thiệu thật đấy à? Diệp Tiểu Đồng nhìn Trương Khác một lúc, cuối cùng nói ra, thực ra cũng không có gì. Chỉ là anh ấy gần đây vì chuyện Diệp Đào có xung đột một chút, vốn tưởng anh tôi không có con, cho nên Diệp Đào mới mang họ Diệp, hiện giờ có Tiểu Đinh Hương, anh ấy muốn sửa lại họ cho nó. Anh ấy thay đổi rồi, luôn cảm thấy ở rể làm tổn thương tự tôn nam nhân, cho rằng người Diệp gia ai cũng xem thường mình, nên suốt ngày cắm đầu làm việc, muốn có thành tựu chứng tỏ bản thân. Nói tới đó không kìm được thầm thở dài, trước kia tôi yêu anh ấy vì anh ấy hiền lành chất phác, không giống những người trong đại gia tộc như chúng tôi. Chuyện này Trương Khác cũng nghe nhiều, hôn nhân môn đăng hộ đối không hoàn toàn là vì tư tưởng phong kiến cổ hủ, mà đó là nhu cầu thực tế,
chuyện lọ lem lấy hoàng tử chung sống hạnh phúc chỉ có trong cổ tích thôi, nhất thời chỉ biết an ủi, có lẽ ở gần nhau quá cũng phiền, đợi tôi từ Perth về sẽ an bài chuyện này, hai người sống xa nhau một chút làm mới tình cảm cũng tốt. Còn chuyện Diệp Đào, sửa đi sửa lại không hay, làm tổn thương lão gia tử, cũng không có lợi cho tương lai của Diệp Đào. Để tôi đi khuyên anh Thiệu nhé. Ừ, ý tốt của cậu, tôi nhận rồi. Diệp Tiểu Đồng nói ra được, tâm tình tốt hơn rất nhiều, lo tốt chuyện cậu ấy, cậu nhiều nữ nhân như thế, tới lúc cậu sẽ đau đầu. Được rồi, chúng ta bàn việc thôi, mỗi lần cậu đi xa là tôi chết mệt. Chương 1423, tuần trăng mật của ba người. Đối với rất nhiều người mà nói, ngày 2 tháng 6 năm 2001 là một ngày đáng kỷ niệm nhất trong đời, vì hôm đó là ngày lễ tốt nghiệp của bọn họ, qua ngày hôm đó tuổi trẻ phóng túng đã thành ký ức, bọn họ phải bắt đầu chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, một khắc trước mỗi người bọn họ đều là sinh viên tốt nghiệp, một khắc sau bọn họ mang trên người nhãn hiệu khác nhau của xã hội. Đường Thanh cũng trong đội ngũ đó, cô đang nghĩ về tương lai của mình sẽ là gì, là bà Trương. Hay là theo cách gọi của người Hong Kong, mình sẽ là Trương Đường Thanh. Trong lòng không khỏi có chút hoang mang, quay đầu lại nhìn về phía Trương Khác mỉm cười với mình, nụ cười vẫn làm cô yên lòng như trước kia. Đường Thanh bất giác thở phào, vì anh ấy làm Trương Đường Thanh cũng xứng mà, từ mùa hè 7 năm trước, Đường Thanh đã hiểu chàng trai gầy gò thư sinh đó là chỗ dựa an tâm của cả đời mình rồi. Có Trương Khác bên cạnh cô có cảm giác an tâm dù cha cô cũng không thay thế được, bất kể ra sao chỉ cần anh ấy mãi mãi ở bên mình là được rồi. Cô Kiến Bình thấy con gái nhìn sang phía bên này, khuôn mặt vốn khẩn trương chuyển thành nụ cười đáng yêu, bà biết, nụ cười đó dành cho chàng trai đang ngồi bên cạnh mình. Hai đứa bé này lớn lên bên nhau từ nhỏ, đáng lý ra mình càng phải yên tâm hơn mới đúng, có điều khi Tạ Vãn Tình tới nhà làm mai, bà bỗng nhiên lại do dự. Nếu như là trước kia thì chẳng có gì để nói. Địa vị Trương Chi Hành có thấp một chút cũng không sao, có thể con gái bà gả đi mới không sợ bị ủy khuất, thế nhưng nhìn Trương Khác bay vút lên như sao, cô Kiến Bình cảm thấy hiện giờ gia đình mình không xứng với người ta, con gái mình gả qua đó, nói không chừng phải khép nép lấy lòng cha mẹ chồng, mà cô Kiến Bình biết con gái mình, ngoan thì ngoan, nhưng là thiên kim tiểu thư đích thực, không chịu nổi ủy khuất. Nhìn sang Lương Cách Chân bên cạnh, cô Kiến Bình cảm thấy thật may mắn. Lương Cách Chân vẫn giữ được tâm thái như năm xưa, có lẽ mình lo xa quá. Lương Cách Chân hoàn toàn không biết gì về tâm tư của Cố Kiến Bình, bà là người đơn thuần, thế giới của Trương Khác với bà rất xa xôi, cho dù lần này sang Hong Kong thăm con dâu, có rất nhiều nhân vật lớn ra tận sân bay đón, nghe nói có cả doanh nhân ở tận Đông Nam Á, bà cũng không thấy có gì đặc biệt, Trương gia hiện không thua kém ai, với bà thế là đủ rồi, bà chỉ quan tâm tới chồng con, hư vinh không quan tâm lắm. Nhìn Đường Thanh lên nhận giấy tốt nghiệp, tung tăng chạy về phía này, càng nhìn càng yêu, bà hài lòng nhất là cô con dâu này rồi, quay sang bảo với Cố Kiến Minh, Tiểu Thanh tốt nghiệp sớm hơn Tiểu Khác một tháng, đợi Tiểu Khác cũng tốt nghiệp rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, 2 năm nữa có thể nghỉ hưu trông con cho bọn chúng. Buổi lễ kết thúc, Trương Khác bị Đường Thanh kéo đi khắp nơi chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè, tạm biệt lẫn nhau, khi trở về hai bà mẹ đã lên xe, Đường Thanh lưu luyến nhìn trường học, nói, đi học 4 năm. Không biết những thứ học được có tác dụng không? Đừng lo, bạn rất thông minh, dù làm gì chắc chắn sẽ thành công hơn người khác. Trương Khác khẽ ôm vai Đường Thanh, đôi lúc y không khỏi nghĩ, cản trở lớn nhất của Đường Thanh chính là mình. Nếu không có y, Đường Thanh có thể thoải mái phát huy khả năng của cô. Đường Thanh có khả năng tổ chức lãnh đạo, tâm tư tinh tế khéo léo. Trương Khác từng nghĩ quan trường có khi là một vũ đài để cô thể hiện mình. Nịnh mình thì mình cũng không cho Phi Dung sang Perth với bạn đâu. Mình cần bạn ấy giúp tổ chức quỹ trợ học, còn chuyện thu gom giấy phế liệu nữa, bọn mình có kế hoạch cả rồi. Đường Thanh quay sang nhìn Trương Khác tựa cười tựa không. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Đường Thanh, là bạn thân nhất vốn Trần Phi Dung cũng có mặt, nhưng không ngờ Cố Kiến Bình và Lương Cách Chân lại cùng qua, trước kia thì không vấn đề gì, hiện có quan hệ đó với Trương Khác rồi, Trần Phi Dung không dám giáp mặt với Cố Kiến Bình, nên không có mặt. Theo kế hoạch. Sau khi Đường Thanh tốt nghiệp cũng là lúc Trần Phi Dung kết thúc kỳ thực tập, chính thức thành trợ thủ của Trương Khác, lần này theo y sang Perth, nhưng lại lần nữa có biến số. Mình biết lỗi rồi mà, tuyệt đối không có lần sau. Trương Khác đưa tay lên trời thế thốt, từ đầu tháng 2 xảy ra chuyện với Trần Phi Dung tới giờ, y có qua Hong Kong 2 lần, nhưng Đường Thanh không cho ngủ cùng, tất nhiên cũng chẳng thể động vào Trần Phi Dung, đừng giận mình nữa mà. Hừ, đồ khôn lỏi. Mình có duy nhất một người bạn như Phi Dung thôi, lấy đâu ra lần sau mà thề. Đường Thanh lườm Trương Khác một cái, thấy bộ dạng đau khổ tội nghiệp của y,
thổi khẽ một hơi vào tai y, nói nhỏ, đồ ngốc, mình để dành cho tuần trăng mật của ba chúng ta đấy. Máy tay hạ cánh xuống sân bay Perth, Trương Khắc cảm thấy chút mỏi mệt, Phó Tuấn nhìn mặt y, hỏi, Khắc thiếu gia mệt à? Trương Khắc cười, chả lẽ nói suốt 9 tiếng ở trên máy bay vì câu nói, dành cho tuần trăng mật của ba chúng ta, của Đường Thanh nên phấn khích không ngủ được. Trả lời ứng phó, tôi mà kêu mệt chẳng phải đám Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh tìm tôi liều mạng. Phó Tuấn cũng cười, tất cả mọi người ở Cẩm Hồ bị Trương Khắc làm xoay vòng vòng, hạng mục hết cái này tới cái khác, Trương Khắc ít nhất đôi khi còn trốn trong trường nhàn nhà một chút, có điều gần đây cũng bận nhiều rồi. Hai tiểu nha đầu có trách anh không? Trương Khắc lại hỏi, anh theo tôi bao lâu rồi chưa về nhà, chị dâu không nói gì sao? Vợ chồng già rồi chẳng sao cả, dù sao chỉ cần về nước là gặp được nhau là đủ rồi. Còn hai tiểu nha đầu thì mong tôi đi suốt ấy chứ. Phó Tuấn cười nói, chỉ cần Khắc thiếu gia không chê, tôi đi theo suốt ngày cũng được. Vài năm nữa thôi, bận hết quãng thời gian này chúng ta sẽ an nhàn, đợi tới lúc đó anh tha hồ về dỗ hai thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Tôi thực sự không biết dỗ trẻ con, không ở bên cạnh thì rất nhớ, còn ở bên cạnh thì đau hết cả đầu. Phó Tuấn cười méo xẹo. Đó chắc là phiền não của hạnh phúc. Trương Khắc thầm hâm mộ, tuy cơ thể mới trên 20, nhưng tâm lý đã trên 30 rồi. Trong lòng Trương Khắc rất mong có con, chỉ là nữ nhân của y mỗi người một nơi, mà Trương Khắc không muốn con mình cả năm nhìn thấy cha vài lần. Có điều nghĩ tới cảnh toàn bộ nữ nhân của mình tụ lại một chỗ, Trương Khắc cũng sởn gai ốc. Thôi bỏ đi. Đợi qua vài năm nữa hãy tính, tới khi đó không còn ưu thế trùng sinh, mình có thể bỏ đi cảm giác sứ mệnh rồi. Mang suy nghĩ như thế, khi nhìn thấy Địch Đan Thanh, Trương Khắc liếc xuống cái bụng nhỏ bằng phẳng của Địch Đan Thanh, thấy vừa gặp nhau mắt y đã liếc lên liếc xuống, Địch Đan Thanh khoác tay Trương Khắc, kín đáo véo sườn y một cái, vừa mới gặp đã nghĩ tới chuyện xấu. Trương Khắc thầm kêu oan, nhưng cũng không giải thích, sao lại bảo chuyện xấu. Chẳng lẽ chị không muốn à? Địch Đan Thanh không trả lời, chỉ ném cho Trương Khắc một cái nhìn quyến rũ. Lên trên đảo bỏ hết những người khác qua một bên, Địch Đan Thanh ôm lấy cổ Trương Khắc, hỏi như cô bé con, nhớ tôi không? Trương Khắc trả lời bằng cách nâng cầm Địch Đan Thanh đặt lên môi qua một nụ hôn nồng nàn, nữ nhân trên 30 cơ thể như trái quả chín mọc, chỉ hôn một cái làm cho nước chảy ra rồi, mùi nam nhân từ trên người Trương Khắc truyền tới làm Địch Đan Thanh ngây ngất, chẳng kịp cởi váy, chỉ kéo quần lót xuống. Vội vàng ngồi lên người Trương Khắc, cảm giác cơ thể lấp đầy làm cô rên lên sung sướng. Trương Khắc mặc cho Địch Đan Thanh như con ngựa hoang trồm lên người mình, y bận rộn cởi y phục trên người cô, vừa cắn vừa nhai vú cô, nghe tiếng rên rĩ thỏa mãn của cô, ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo ở ngực, Địch Đan Thanh dừng động tác, hạ người xuống áp lên ngực Trương Khắc, thở hổn hển, đừng nhìn, xấu lắm. Sao lại xấu, nhìn thấy chị, em cảm giác ngực nữ nhân khác thiếu cái gì đó. Trương Khắc dịu dàng nói, chờ mình đè Địch Đan Thanh xuống, tay bóp vú cô, bắt đầu công kích, Địch Đan Thanh dần dần buông tay ôm cổ Trương Khắc ra, nhắm mắt tận hưởng. Chương 1424, tai nạn xe. Perth được gọi là thành phố ánh nắng, mỗi năm có bình quân 118 ngả trời nắng, cho dù tháng 6 tới tháng 8 là mùa đông, nhiệt độ ban ngày trung bình cũng chừng 18 độ, làm người ta vô cùng dễ chịu, chỉ là đến tối nhiệt độ tụt mạnh xuống tới 5 độ. Trong thời tiết tốt như thế, Trương Khắc tất nhiên chẳng muốn ở khu mỏ để ăn bụi, sau khi tham gia xong một loạt nghi thức quặng sắt rời nhà máy, thông xe, khởi hành. Liền trở về tiểu trấn suối Thánh Đản, kế hoạch của Trương Khắc là trong vài ngày còn lại cùng Địch Đan Thanh tới khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã cắm trại ngoài trời, để thưởng thức cảnh sắc mùa đông ở Perth và cảm thụ sự cô tịch giữa đất trời chỉ có hai người. Đưa Vệ Lan theo đi, tiểu nha đầu này gần đây bận rộn chuyện khu mỏ, lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi. Lần này đi cắm trại không thể bỏ nó ở lại đây. Sau hoan ái, Địch Đan Thanh lười biếng nằm trong lòng Trương Khắc nói. Đưa chị ấy đi cũng là nên làm, có điều chị không lo như thế sẽ ảnh hưởng tới chúng ta hưởng thụ màn trời chiều đất, giao lưu thân mật dưới bầu trời sao à. Trương Khắc vỗ lên cái mông lớn của Địch Đan Thanh, giọng nói không khỏi có chút tiêm tiếc. Hiện giờ đang là mùa đông, nếu cậu không lo buổi tối ra ngoài trời bị đóng thành băng thì tôi cứ thử xem, tôi không điên với cậu đâu. Địch Đan Thanh tuốt cái thứ kia, vừa rồi còn hung hăng hùng hổ, hiện giờ nhũn nhũn đổ oặt sang bên. Vừa mới nghịch ngợm được vài cài, thứ đó đã phồng lên, mắt lúng liếng nhìn Trương Khắc, còn may, chưa bị đám tiểu yêu tinh làm hỏng. Có hỏng cũng bị yêu tinh chị làm sống lại thôi. Trương Khắc dùng chân tách bắp đùi cô ra, cả cạ giữa mông cô, điều chỉnh góc độ, thuận lợi tiến vào đường hầm ướt át, môi hôn dọc lưng trơn mịn như ngọc của cô,
xoa bóp thô bạo cặp mông nảy nở, phát động cuộc chinh phạt thứ hai. Sáng sớm ngày hôm sau, khi sắp xếp những thứ cần để cắm trại thì Vệ Lan bị Địch Đan Thanh kéo tới, lúng túng ở bên hỗ trợ. Vệ Lan tất nhiên hiểu Địch Đan Thanh gọi mình theo là để mình có thêm cơ hội tiếp xúc với Trương khác, thậm chí sáng tạo điều kiện để xảy ra chuyện gì đó. Nếu như Địch Đan Thanh đã có suy tính như thế, Trương khác cũng không thể ngốc nghếch gọi cả đám phó tuấn đi cùng. Cắm trại ngoài trời cần lều bạt, túi ngủ, thảm, đệm chống ẩm, ngoài ra cần có thức ăn, nước, hòm y tế, công cụ phòng thân cùng vật dụng thông tin liên lạc, những thứ đó nhét đầy cả khoang sau chiếc xe Việt dã. Vốn kế hoạch là ăn sáng xong sẽ xuất phát, nhưng mãi tới tận trưa mới chuẩn bị xong, thấy muộn rồi, Trương khác quyết định ăn xong cơm trưa mới xuất phát, nhân lúc ăn trưa, bảo người lái xe đi đổ đầy xăng. Ba bọn họ vừa ở trong phòng ăn trưa xong thì xe cũng vừa vặn đi đổ xăng về, đỗ ở cửa, người lái xe đi xuống, tới cửa ra hiệu với Trương khác chìa khóa ở trên xe, rồi đi ăn cơm trưa. Về tới chỗ ở của mình, người đó cẩn thận nhìn quanh, xác định không có ai, bấm số điện thoại, nói một tràng tiếng Nhật rất lưu loát. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, Trương khác và Địch Đan Thanh, Vệ Lan đang chuẩn bị lên xe xuất phát thì di động của Địch Đan Thanh vang lên, nhận điện thoại xong. Địch Đan Thanh mặt đầy nuối tiếc nói mình không đi được, phải về Pớt ngay. Nhìn Địch Đan Thanh vội vã lên một chiếc xe khác rời đi, Trương khác có chút hoài nghi tất cả có phải do Địch Đan Thanh an bài trước, để mình và Vệ Lan có cơ hội ở riêng bên nhau không. Quay lại nhìn thấy mặt Vệ Lan đỏ dừ không nói, Trương khác biết cô cũng đoán ra rồi. Riêng hai chị em mình cũng tốt, như thế xe nhẹ, chúng ta đi được nhiều nơi hơn. Trương khác đeo đai an toàn vào, thuần thục khởi động xe, cười với Vệ Lan bên cạnh. Có thể lý giải thành cậu nói chị Đan Thanh nặng không? Nếu đã thành cục diện hai người đi riêng với nhau rồi, Vệ Lan cũng bỏ gò bó đi, thoải mái đáp lời. Hình như hiểu thế cũng được, có điều lời này chị nghe thôi nhé, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác, tới lúc đó em cũng không thừa nhận là đã nói đâu. Sau khi lái xe khỏi tiểu trấn suối Thánh Đản, Trương khác dần tăng tốc độ lên. Buổi chiều ánh nắng ấm áp, gió mát lồng lộng thổi lên người, khoan khoái khỏ tả. Trương khác cảm giác từng lỗ chân lông của mình đều mở ra, hít thở không khí nguyên thủy này. Lái xe rời khỏi tiểu trấn gần được một tiếng rồi, dọc đường không gặp một ai cả, chỉ có những loài động vật hoang dã thi thoảng bị tiếng động cơ làm giật mình bỏ chạy, từ bụi cỏ lao ra, rồi thoát cái lại biến mất trong những bụi cỏ. Vệ Lan đứng dậy ở chỗ ngồi, tay vịn vào viền kính chắn gió, mái tóc bị gió thổi bay phần phật, thích thú reo hò như đứa trẻ con. Xa xa từ trên không trung nhìn xuống. Giữa đất trời chỉ có một chiếc xe cô đơn chạy nhanh trên bình nguyên Tây Úc rộng lớn, thỉnh thoảng lại có những con thú không sợ người chạy cùng một đoạn. Cẩn thận, trong bãi cỏ phía trước có tảng đá lớn đấy. Vệ Lan một tay vụn khung kính, một tay chỉ phía trước. Trương khác nghe vậy đạp nhẹ phanh giảm tốc độ để tránh đi, nhưng dẫm chân xuống phát hiện tốc độ không giảm đi chút nào, vội vàng dẫm thêm vài cái, vẫn không có phản ứng. Lúc này Trương khác mới vội quay vô lăng tránh tảng đá phía trước thì không còn kịp nữa. Xe xoay đi xô vào tảng đá, rầm, một tiếng, trên bình nguyên trống trải, truyền đi rất xa. Trương khác đeo đai an toàn còn đỡ, nhưng vẫn bị túi khí an toàn bật ra làm đầu óc choáng váng, Vệ Lan thì bị cú va chạm bất ngờ hất văng ra ngoài xe, lăn trên mặt đất vài vòng rồi nằm im không nhúc nhích, không rõ lành dữ ra sao. Trương khác vất vả từ trên xe xuống, ôm lấy cái đầu còn ong ong, loạng choạng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Vệ Lan, lật người cô lại. Dùng tay thử hô hấp vẫn bình thường mới yên tâm, chỉ là đầu có một vết thương, máu tươi cứ từ đó chảy ra không ngớt, trên người cũng xước sát vài chỗ. Lúc này cần nhất phải trấn tĩnh xử lý, Trương khác lại loạng choạng đi về xe lấy hòm cấp cứu ra, tìm bông, gạc và băng, băng bó vết thương cho Vệ Lan, định dùng điện thoại vô tuyến lắp trên xe liên lạc với Phó Tuấn, nhưng phát hiện nó đã bị hỏng, mở ra xem mới thấy dây điện rõ ràng bị người ta cắt đứt. Vừa rồi phanh xe đột nhiên mất tác dụng hiển nhiên cũng có kẻ dở trò, Trương khác giật mình hiểu ra, âm mưu nhắm vào mình này hẳn chỉ mới bắt đầu, mình và Vệ Lan ở lại nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù vẫn còn tráng váng, Trương khác gắng gượng đứng dậy, lấy nước, thực phẩm, thiết bị chiếu sáng và vài thứ cần thiết cho vào cái túi lớn treo lên cổ, sau đó cố sức cõng Vệ Lan lên, kế hoạch đi theo bên mé con đường tới đây vài dặm trước, sau đó mới quay trở về, cố gắng né tránh kẻ địch đang hướng tới phía này. Cõng Vệ Lan đi chưa bao xa, Trương khác phát hiện mình đã bị bao vây. Mười mấy người tay cầm đủ các loại vũ khí khác nhau từ bốn phía đi tới, người cầm đều đeo cái gì đó tỏa sáng trên đầu, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Chương 1425, Hồ Ly và Thợ Săn.
nhìn thấy thứ đang phát sát long lanh trên đầu người kia, trái tim đang vọt lên tận cổ của Trương Khắc quay lại vị trí cũ, người nhún ra, đừng không vững nữa, loạng choạng mấy cái, nhẹ nhàng đặt Vệ Lan xuống, ngồi phịch xuống bãi cỏ, chỉ còn miễn cưỡng giơ tay trái lên. Người cầm đầu nhìn chăm chăm vào cổ tay trái của Trương Khắc, khuôn mặt đen đúa lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay sờ lên thứ đeo ở trên trán, nhớ ra một vài chuyện, lý la lý lố nói một tràng, bảo người của mình bỏ vũ khí trong tay xuống. Đó chính là những người Cory bị tiếng va chạm mạnh vừa rồi thu hút tới, hơn nữa người cầm đầu lại chính là thủ lĩnh bộ lạc đã dùng vòng tay xương thú của mình đổi lấy đồng hồ của Trương Khắc. Người Cory là một bộ lạc giữ phong tục nguyên thủy nhất, không muốn tiếp xúc với người hiện đại, vị thủ lĩnh bộ lạc này hiển nhiên không có khái niệm đồng hồ đeo tay, cho nên coi chiếc đồng hồ mấy chục vạn gắn kim cương thành món đồ trang sức tinh xảo, đeo ở trên trán mình. Nhìn thấy Trương Khắc và bạn bị thương không còn sức di chuyển nữa, vị thủ lĩnh liền ra hiệu người trong bộ lạc cõng Trương Khắc và Vệ Lan đi, Trương Khắc phối hợp cả chân tay với miệng bảo họ mang thứ trên xe Việt dã đi cùng, thủ lĩnh kia gật gù ra hiệu, một lúc sau thấy hai người lăn hai cái bánh xe trước mặt, trông có vẻ rất thích thú với thứ đồ chơi này. Trương Khắc giờ khóc giờ cười phải lảo đảo đi tới xe tự chọn đồ, ra dấu vác lên vai, mấy người Cory lúc này mới gật gù hiểu ra, có người lục lọi tháo dỡ tất cả những thứ phát sáng trên xe, hớn hở ra hiệu muốn đổi trác. Thế là Trương Khắc có thêm một đống vòng đeo tay, đeo cổ, đeo đầu. Sau khi Trương Khắc và Vệ Lan được đoàn người Cory cơ thể cường tráng, hành động nhanh chóng đưa đi chừng một tiếng, có bốn chiếc xe Việt dã Mitsubishi từ phía đối diện hướng xe Trương Khắc phóng tới, trên đồng hoang mênh mông, tìm chuẩn xác được chiếc xe xảy ra tai nạn của Trương Khắc. Tới bên chiếc xe bị tai nạn, có hai tên người da vàng mặc đồ ngụy trang cùng giày lính, đeo súng trên lưng nhảy từ trên chiếc xe đi đầu xuống, một tên cao một tên thấp. Nhưng đều rất chắc khỏe. Tên lùn đi ra đuôi chiếc xe bị tan nạn, mò mẫn phía dưới gần xe, lấy ra một vật tròn dẹt màu đen, bên trên còn có ánh đèn chớp chớp. Tên cao đứng ở mũi xe, nhìn thiết bị theo dõi ở trên tay, lắc đầu, thiết bị theo dõi gắn trên xe Trương Khắc đã hoàn thành sứ mệnh, không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Tên lùn lục lọi túi đồ ở khoang sau, thấy không còn được mấy món, chửi rủa bực tức, đi tới bên tên cao, tựa hồ cho rằng ngoại trừ lắp thiết bị theo dõi trên xe còn phải lắp cả ở tên đồ cắm trại, nhưng quên mất mấy thứ đó lắp trên đồ cắm trại rất dễ bị phát hiện, từ đó làm hỏng cả hành động. Chắc là bọn chúng chưa đi xa được đâu, bọn chúng mang theo nhiều đồ như thế, cho dù không bị thương trong tai nạn thì tốc độ cũng chẳng thể nhanh được. Tên cao về xe lấy bản đồ ra thương lượng với tên lùn. Tên cao dùng tiếng Nhật chính thống, là một người Nhật, từ vũ khí trang bị trên người hắn và đồng bọn, cùng phong cách hành động và tuổi tác. Có khả năng đám người này là những quân nhân xuất ngũ. Vậy chúng ta phải mau chóng đuổi theo hướng quay trở về suối Thánh Đản, phải tìm được chúng trước khi chúng gặp được người của chúng, phải để tất cả trông giống như một cái chết trong tai nạn. Tên lùn chỉ con đường màu đen nối với suối Thánh Đản ở bên trên bản đồ, quay người lên xe, chuẩn bị xuất phát. Jindo, đừng đưa quyết định nhanh như thế. Tên cao ngăn tên lùn Jindo lại, nhìn kỹ bản đồ nói, trước chuyến hành động này, Ngài Tú Tàng đã chuyên môn giới thiệu về mục tiêu, anh còn nhớ không? Mục tiêu là kẻ giảo hoạt như hồ ly, chúng ta là thợ săn, đương nhiên cần phải cẩn thận thêm một chút. Nói tới đó tên cao quan sát địa hình xung quanh, chỉ bản đồ nói, tôi đoán chừng bọn chúng sẽ không mạo hiểm đi theo con đường cũ quay trở về đâu. Vì để phòng chúng ta, khả năng bọn chúng sẽ đi về hai phía trái phải, vòng một vòng tránh chúng ta mới trở về suối Thánh Đản, chúng ta phải chia làm hai đường dọc theo đường này mà đuổi. Hẳn sẽ mau chóng tóm được bọn chúng thôi. Cho dù cả hai phương hướng này đều không có, chúng ta cũng có thể lợi dụng tốc độ chặn đường về của bọn chúng, cho dù cuối cùng phải cùng vệ sĩ của chúng phát sinh đọ súng, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Ngài Tú Tàng giao cho. Yara, cả hai phương hướng này này phạm vi đều quá rộng, chúng ta chỉ có 4 cỗ xe và 20 người, rất dễ để bọn chúng lọt mất. Jindo mặc dù tán đồng ý kiến của đồng bọn nhưng lo nhân lực của mình không đủ. Jindo, xem lượng xăng hao tổn và tình hình máy theo dõi vừa rồi, thời gian xảy ra tai nạn hẳn là chừng một tiếng trước. Tên cao Yara dùng bút khoanh vòng lên bản đồ, tốc độ đi bộ bình quân của người thường là chừng 5 km/h, thêm vào bọn chúng lại vác đồ theo, tốc độ càng chậm, nơi này là đồng hoang, chỉ có bụi cỏ không nề ẩn nấp, không có rừng rú gì ảnh hưởng tầm nhìn, có thể dễ dàng tìm ra mục tiêu, chúng ta cứ tìm trong phạm vi 10 km này là được. Chọn xong phương hướng. Jindo và Yara mỗi tên lên một cái xe, lấy hiện trường tai nạn làm trung tâm, bốn xe chia làm hai nhóm, một trái một phải đuổi theo. Đuổi chừng được 10 phút,
Yara đi mé phải dùng điện thoại vô tuyến liên lạc với đội xe của Jindo, biết nhóm Jindo tìm được một cái bình kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời, xác nhận của mục tiêu để rơi trên đường. Con hồ ly giảo hoạt sao có thể sơ ý bại lộ hành tung của mình như thế được, chắc là cố ý để rơi, muốn chúng ta đưa ra quyết định sai lầm. Yara suy nghĩ một lúc rồi kết luận, quyết định đuổi theo đúng kế hoạch ban đầu. Nhưng chừng 10 phút sau, đội xe của Jindo lại tìm được hai thứ nữa do mục tiêu để lại. Chẳng lẽ do mục tiêu bị thương trong tai nạn, cho nên thể lực không đủ phải bỏ đồ lại. Nếu không với tốc độ xe, đi 20 phút rồi phải bắt kịp mục tiêu rồi mới đúng, mục tiêu không thể đi về phía trái xe như thế rồi quay sang phía bên phải, căn bản không có thời gian để mục tiêu đổi hướng, vậy chắc chắn mục tiêu chọn đi đường phía trái, tối đa là lợi dụng đồ mang theo đánh lạc hướng truy binh ở phạm vi nhỏ, đúng là con tiểu hồ ly giảo hoạt, nhưng giảo hoạt đến mấy cũng không thể so được với ưu thế tốc độ tuyệt đối của thợ săn. Yara xem bản đồ, xác định đại khái vị trí hiện tại của Jindo, cuối cùng hạ quyết tâm bỏ tìm kiếm kiểu kéo lưới, bảo tất cả người phân tán tìm kiếm quay trở lại xe, đội xe quay đầu đuổi theo xe của Jindo, như thế cho dù mục tiêu có lợi dụng đổ vật đánh lạc hướng Jindo, phía hắn dẫn người tới tăng cường phạm vi tìm kiếm cánh trái, đảm bảo tìm được mục tiêu trước khi trời tối. Sau khi xe của Yara quay lại đường cũ đi qua xe xảy ra tai nạn của Trương Khác không bao lâu, có hai chiếc xe Việt dã khác cũng tới nơi xảy ra tai nạn. Chương 1426, tiếng súng lúc nửa đêm. Hai chiếc xe Việt dã dừng lại ở nơi xảy ra tai nạn, Phó Tuấn và Mã Hải Long từ cùng một chiếc xe nhảy xuống, nhíu mày nhìn chiếc xe không có người. Phó Tuấn lấy làm lạ vì sao Trương Khác không liên hệ với mình ngay sau khi xảy ra tai nạn, cho dù nơi này sóng di động không tốt thì có thể dùng thiết bị vô tuyến điện, Trương Khác chắc chắn phải biết dù mình và Mã Hải Long không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng vẫn theo sau đằng xa. Khác thiếu gia xảy ra chuyện rồi, thiết bị vô tuyến trên xe đã bị người ta dùng dao cắt đứt dây bên trong. Lên xe Lục tìm điện thoại vô tuyến điện, phát hiện bên trong có vấn đề, tim Phó Tuấn thắt lại, nhảy xuống xe nói lớn với Mã Hải Long. Vừa rồi khỏi tiểu trấn Suối Thánh Đản không bao lâu thì bọn họ gặp một vụ tai nạn xe, cả con đường bị tắc hơn một tiếng, khi đó Phó Tuấn đã hơi nghi ngờ, cảm giác chuyện có chỗ nào đó không ổn, nhưng dù sao không phải là người xuất thân vệ sĩ chuyên nghiệp. Không kịp thời ý thức được có người muốn đối phó với Trương Khác, dùng vụ tai nạn xe này để kìm chân mình và các vệ sĩ. Trước đó có mấy chiếc xe đi qua đây, hình như là xe Mitsubishi, có 3-4 cái. Mã Hải Long quan sát kỹ hiện trường, đem phát hiện nói với Phó Tuấn, lại chỉ ra mấy dấu chân không rõ ràng, người trên xe đi giày lính của quân tự vệ Nhật Bản, khả năng là lính xuất ngũ. Hắn xuất thân lính trinh sát, những thứ này tất nhiên là sở trường. Nhìn vết bánh xe hình như là bọn chúng chia hai đường trước, sau đó nhóm bên phải quay lại hướng bên trái, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra cái gì đó. Nhưng tín hiệu trong di động của Khác thiếu gia lại báo ở một phương hướng khác, cách chỗ này chừng 20 km. Phó Tuấn lấy từ trên xe một máy thu tín hiệu, nhíu mày nói. Mã Hải Long gật đầu, hẳn là sau khi xảy ra tai nạn, Khác thiếu gia dự liệu được sẽ có người truy đuổi ra tay với mình ở chỗ lý tưởng này. Cho nên đã dùng cách nào đó đánh lạc hướng, còn về cách gì thì tôi không biết, chẳng lẽ cậu ấy và Vệ Lan chia làm hai. Chúng ta cứ đi theo phương hướng này, còn mấy chiếc Mitsubishi cũng không thể bỏ qua như vậy được, thông báo cho gia tộc Joy để bọn họ đốc thúc toàn bộ lực lượng cảnh sát đương địa bao vây khu vực này, đồng thời có thể liên hệ với đội bảo vệ mỏ hiệp trợ, nhất định phải bắt được đám người có ý đồ bất thiện này. Phó Tuấn và khởi động xe vừa bảo Mã Hải Long. Lúc này cách đó 20 dặm. Trong bộ lạc người Cori ở bên hồ, Trương Khác và Vệ Lan được hưởng thụ đãi ngộ của người khách tôn quý nhất của bộ lạc, được ở riêng trong một cái nhà cỏ. Trong quan niệm của người Cori, người lạ mặt từng chấp nhận trao đổi đồ vật với mình, cho dù không cùng một chủng tộc, thì vẫn là khách mà bộ tộc mình chấp nhận, huống hồ hai vị khách này còn mang theo không ít đồ, dù không hiểu vì sao vị khách đó lại muốn bỏ họ chạy hướng khác vứt bỏ đồ vật lại, toàn là thứ lấp lánh. Vì ngôn ngữ bất đồng, Trương Khác lại muốn đánh lạc hướng kẻ truy sát có khả năng theo tới, nên vừa nói vừa vẽ vừa ra hiệu với thủ lĩnh bộ lạc, bảo hắn cứ một quãng lại ném một món đồ, may thủ lĩnh bộ lạc thông minh, mất chừng 10 phút là hiểu ý y, lúc đó Trương Khác đã sắp ngất rồi, cứ mơ mơ hồ hồ bị người ta cõng tới bộ lạc của họ. Những người Cori trông có vẻ ngu muội lạc hậu này mới là chủ nhân chân chính của đại lục Australia, chỉ là người Cori vẫn ở trạng thái thị tộc nguyên thủy, không thể ngăn cản được ngừa da trắng dùng súng pháo mở đường. Sau khi không gian sinh tồn mỗi ngày một ít đi, không ít bộ lạc người Cori đã chấp nhận văn hóa của người da trắng, thậm chí một bộ phận còn chuyển vào sống ở các thành phố lớn,
nhưng vẫn có một phần giữ nghiêm ngặt tập tục truyền thống của mình, cự tuyệt tiếp thu văn hóa phương Tây. Tổ chức khoa giáo của Liên Hiệp Quốc xuất phát từ việc bảo hộ dân tộc vẫn còn ở trạng thái truyền thống nguyên thủy, cùng chính phủ Australia chuyên môn giữ lại vùng đất cho người Cori sinh sống săn bản, tôn trọng và thừa nhận truyền thống tập quán của những bộ lạc này. Nhìn những nóc nhà chóp nhọn làm bằng cỏ rất thô sơ nhấp nhô bên hồ, và những người Cori người mang da thú, đầu cắm lông vũ và vẽ hoa văn, miệng líu lo bằng ngôn ngữ cổ quái mà mình không sao hiểu được, Trương Khắc có cảm giác mình lần nữa trùng sinh tới xã hội nguyên thủy. Cúi đầu nhìn Vệ Lan vẫn còn hôn mê, Trương Khắc lo lát nữa cô tỉnh lại nhìn thấy những người này có hoảng sợ ngất xỉu không. Mặc dù có thủ đoạn đánh lạc hướng, dự đoán tối đa chỉ có thể trì hoãn những kẻ truy sát chừng 2-3 tiếng, nhưng Trương Khắc không hề lo lắng, chừng đó thời gian là đủ cho Phó Tuấn và Mã Hải Long tới được chỗ này rồi. Trong di động của y có công năng định vị không hề thua kém gì thiết bị định vị chuyên nghiệp, đám Phó Tuấn hẳn có thể tới được trước khi trời tối. Trương Khắc vừa tràn trề tự tin phán đoán, vừa lấy di động trong túi ra, nhưng chố mắt ngay lập tức, di động của y cảnh báo hết pin, nhớ ra pin dự trữ của mình hình như ở trong cúi túi giao cho người Cori chạy nhanh kia mất rồi. Trương Khắc vỗ trán, chẳng biết do bị va chạm làm đầu óc choáng váng, hay là gặp phải năm hạn, giờ chỉ mong đám Phó Tuấn sớm định vị được vị trí của mình, tới trước những kẻ kia. Đáng tiếc đến tận lúc mặt trời khuất núi, người Cori đã đốt lên những đống lửa lớn, gõ trống chuẩn bị múa hát vẫn không thấy bóng dáng đám Phó Tuấn đâu. Chuyện đã tới mức này có sốt ruột cũng vô ích, Trương Khắc bỏ tâm sư qua một bên, ngồi thưởng thức vũ đạo nguyên thủy. Vệ Lan trong cơn mê cũng bị tiếng trống đánh thức, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, được Trương Khắc đút cho uống một bát canh, chẳng biết nấu bằng loại thịt gì, nhưng rất thơm ngon. Uống xong canh, Trương Khắc lại cho cô uống hai viên thuốc kháng sinh, sau đó dỗ cho Vệ Lan ngủ, tránh cho cô thấy cảnh tượng khó tin ngoài kia trong ánh lửa bập bùng sợ hãi xảy ra chuyện gì, đợi mai trời sáng giải thích cho cô biết cũng thuận tiện hơn. Khi Vệ Lan ngủ rồi, Trương Khắc ngồi dựa vào một cái cột gỗ, mắt hướng về cái cửa mở rộng, nhìn những người Cori tựa hồ không hề có ưu sầu, không hề có vướng bận, bất kể là người già ngồi gật gù hay là đám trẻ con đang chạy tung tăng bên đống lửa. Trong lòng có chút hoang mang, hình như cuộc sống này mới là thái độ nhân sinh bản năng nhất tự nhiên nhất của con người, cùng với văn minh tiến bộ và kinh tế phát triển, đồng thời mang lại phiền não vô cùng vô tận. Cứ miên man suy nghĩ như thế, Trương Khắc ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ tới nửa đêm Trương Khắc bị cái lạnh đánh thức, vừa xoa xoa người vừa chuẩn bị vào trong phòng ngủ cạnh Vệ Lan, đột nhiên trong bóng đêm tĩnh mịch, phía bờ hồ đối diện truyền tới tiếng súng nổ lác đác, rồi sau mấy giây ngắn ngủi bị ngắn quãng, tiếng súng vang lên dồn dập. Người Cori ngủ say sau bữa tiệc cuồng hoan cũng bị tiếng súng đánh thức, cả bộ lạc rơi vào náo loạn, phát ra tiếng thét chói tai, nhắc những dũng sĩ trong bộ lạc của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, phản kích kẻ địch tới xâm phạm. Sau khi mấy ngọn đuốc được thắp lên, từ xa Trương Khắc nhìn thấy một bóng người gầy nhỏ bị mấy người Cori xách lên từ dưới hồ, máu và nước hồ từ trên người đó nhỏ xuống suốt dọc đường. Chương 1427, nhu tình trong xe. Biết chính sách bảo hộ của chính phủ Australia với người Cori, bất kỳ hành vi nào làm tổn hại tới người Cori đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, Trương Khắc nghĩ tới điểm này mới nhờ thủ lĩnh bộ lạc phái người đi đánh lạc hướng những kẻ truy sát. Dù sao những kẻ truy sát cho dù có sức tưởng tượng đến đâu cũng không ngờ là mình lại có tiếp xúc với những người nguyên thủy này, cho dù cuối cùng tìm được người Cori kia, thì quá nửa cũng nghĩ rằng người Cori đó lấy được đồ trên xe, rồi thuận tay vứt đi ở giữa đường, chứ không phải được ai sai phái. Cho dù có tức giận, nghĩ tới chính sách bảo hộ của Australia cũng sẽ không có hành vi gì quá khích. Chỉ là nghĩ thì nghĩ như thế, tính thì tính như thế thôi, lo lắng là không thể tránh khỏi. Lúc này nhìn thấy người bị khiêng lên từ dưới hồ kia, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ những người kia hung tàn như thế, ra tay cả với người Cori. Trương Khắc vội đứng dậy đi tới, chen vào trong đám đông, nhìn thấy thủ lĩnh bộ lạc quỳ trên mặt đất, ôm người gầy gò kia, mặt đầy nước mắt, cực kỳ bi thương. Thì ra đó là một đứa bé trai mới chừng 10 tuổi, không phải là người Cori trưởng thành kia, Trương Khắc bỗng nhiên thầm thở phào, nếu như bị thương là người Cori kia, thì bằng với y giết người ta rồi, làm sao Trương Khắc có thể đối diện với nội tâm của mình được. Nhìn đứa bé trai tay trái có máu chảy xuống không ngớt, tựa hồ trúng đạn, Trương Khắc vội vàng chạy vào trong phòng lấy hòm cấp cứu ra, quỳ xuống bên cạnh đứa bé, lấy bông cồn, gạc y tế, dựa theo kiến thức trị thương ít ỏi học được ở trong phim ảnh. Toàn lực cầm máu cho đứa bé. Chỉ là viên đạn rất có khả năng bắn trúng động mạch ở trên cánh tay, cho nên không sao cầm máu được. Trong hòm cấp cứu chỉ có mấy thứ thông dụng như thuốc kháng sinh, băng dính cứu thương, bông vải, không giúp ích được nhiều.
Trương Khắc nóng ruột tới toát mồ hôi, cuối cùng không có cách nào, dùng gạc quấn quanh vết thương, lấy tay ấn chặt lên đó, tránh đứa bé mất máu quá nhiều mà ảnh hưởng tới tính mạng. Thủ lĩnh bộ lạc chắc là cha đứa bé, thấy Trương Khắc vì cứu con mình mà bận bịu tới trán đẫm mồ hôi, ánh mắt nhìn y đầy cảm kích, dù là người nguyên thủy hay người hiện đại thì tình cảm của cha mẹ với con cái cũng không có gì khác biệt. Nhưng nhìn thấy máu tươi vẫn cứ thấm qua bông gạc chảy ra ngoài, thủ lĩnh bộ lạc lo lắng vô cùng, cuống lên hai tay hướng lên trời, mắt nhìn Trương Khắc, tựa hồ cầu khấn trời đất, vừa hy vọng Trương Khắc nghĩ cách cứu con mình. Trương Khắc cũng nóng ruột như có lửa đốt, biết lúc này quan trọng nhất là cầm máu cho đứa bé, đồng thời truyền máu cho nó, sau đó mới tới phẫu thuật lấy viên đạn ra, nhưng hiện giờ y bất lực thực sự, chỉ còn hy vọng vào Phó Tuấn có thể mau chóng từ bên kia hồ tới. Tiếng súng phía bên kia không biết đã ngừng lúc nào, trong bóng tối nhìn thấy một đội xe hơn 10 chiếc tạo thành bật đèn trước, đồng loạt đi về phía nơi cắm trại của người Cory. Nhìn thấy Phó Tuấn xuống xe đi tới đầu tiên, Trương Khắc thở phào nhẹ nhõm, đang định ra hiệu cho thủ lĩnh bộ lạc là bạn của mình thì trong đoàn người đi cùng Phó Tuấn có người lớn tiếng dùng tiếng Cory nói lớn, chính là cảnh sát suối Thánh Đản tính tới có người Cory sinh sống ở gần đây, cho nên mới mời chuyên gia ngôn ngữ của người Cory tới, tránh ngôn ngữ bất đồng, tạo thành hiểu lầm với người Cory. Có chuyên gia thuận tiện cho hai bên giao lưu với nhau như thế, chuyện tiếp theo đó trở nên hết sức dễ dàng, đứa bé được bác sĩ đi theo dễ dàng băng bó cầm máu, sau đó truyền nước, đưa lên xe cứu thương trở tới bệnh viện trung tâm ở Perth, vị thủ lĩnh bộ lạc đó quan tâm tới con cũng đi theo xe. Vệ Lan do mất máu cùng chấn động đầu cho ngủ say được Trương Khắc bế lên xe mà không hay biết, nằm trên ghế dài, đầu gối lên đùi Trương Khắc, tới nửa đường mới bị xe sóc nảy đánh thức, Vệ Lan lúc này mới ý thức được mình đang ở trên xe. Mở mắt ra nhìn thấy Trương Khắc nhắm mắt ngoẹo đầu sang một bên dựa vào lưng ghế, đã ngủ say rồi. Ngồi dậy, Vệ Lan cẩn thận đặt đầu Trương Khắc lên đùi mình, trong khoang xe mờ mờ, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt Trương Khắc ngủ say xưa, Vệ Lan nhớ lại sau khi mình tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ được y cẩn thận chăm sóc chiếu cố, lòng bị một tình cảm êm dịu lấp đầy, nghe tiếng thở đều đặn của Trương Khắc, xác nhận y đã ngủ, Vệ Lan xấu hổ nhắm mắt lại lấy dũng khí hôn lên môi Trương Khắc. Bờ môi hơi lạnh mà mềm mại, nhưng chứa đầy tình ý yêu thương. Ngẩng đầu lên mở mắt ra Vệ Lan mới phát hiện có một đôi mắt tựa hồ nhìn thấu lòng người mang theo ý cười đang chăm chú nhìn mình, xấu hổ không biết để đâu cho hết, nhưng không có chỗ mà trốn, chỉ biết đưa tay che lấy mặt. Vệ Lan còn chưa xấu hổ thì phát hiện ra Trương Khắc đã ngồi dậy, ôm lấy vòng eo mảnh mai của mình, cô vội vàng đưa tay chắn trước ngực, cuống quýt nói, cậu làm cái gì đấy? Tôi là chị cậu đấy nhé. Nói ra bản thân cô cũng thấy lý do đó không thuyết phục chút nào hết. Trương Khắc nhẹ nâng khuôn mặt trẻ con bầu bầu mỹ lệ của cô lên, tay ra vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, nụ cười đầy tà khí, chị không thấy như vậy càng kích thích à? Cậu, Vệ Lan há hốc mồm, ánh mắt của Trương Khắc làm cô hoảng loạn, tim đập như trống đánh, bị nam nhân đó hôn lên cặp môi căng mọng ướt át của cô. Vệ Lan sau một hồi luống cuống không biết tiếp nhận hay đẩy y ra thì bị cái lưỡi tinh quái của Trương Khắc thừa cơ luồn vào trong. Đầu óc mơ hồ, lúc này quyết định đẩy y ra thì không kịp nữa rồi, người cô bùn rùn không có chút sức lực nào hết, mắt vẫn mở to nhìn Trương Khắc. Đôi môi hồng mềm mại của thiếu nữ ngây thơ làm Trương Khắc say sưa ngây ngất mãi không biết chán, bàn tay vuốt ve dọc cơ thể đầy nhựa sống, tay háo hức khám phá những bộ phận mềm mại nhất của cơ thể Vệ Lan, tiến dần tới u cốc sâu thẳm. Dưới bầu trời ngập tràn ánh sao, không một ai biết rằng trong đội xe đang lái về phía Perth. Có một cô gái đang buông mình cảm thụ nụ hôn ngon ngào và kích thích nóng bỏng đem lại từ những cái vuốt ve âu yếm của người cô thầm yêu trộm nhớ đã lâu. Đợi tới khi đội xe đến được Perth thì trời đã mờ sáng, Địch Đan Thanh hay tin sớm đã tới sốt ruột đợi ở cửa, thấy Vệ Lan từ xe sống, mừng rỡ chạy tới ôm vào lòng, xem vết thương của Vệ Lan, hỏi rối rít. Lại thấy Trương Khắc ở trên một cái xe khác đi xuống, y phục xộc xệch, thậm chí là cúc áo cũng cài lệch, ném cho y một cái lườm. Không nói gì, ôm vai Vệ Lan đi vào trong phòng. Trương Khắc có tật giật mình không dám mở miệng, im thin thít theo sau rồi chuồn về phòng mình, tắm rửa qua loa lăn ra ngủ. Tỉnh lại thì đã là trưa rồi, Trương Khắc đánh răng rửa mặt xong ra phòng khách, Địch Đan Thanh và Vệ Lan vẫn còn ở trong phòng chưa ra, không biết hai cô gái còn đang ngủ hay nằm trên giường nói chuyện. Nếu là bình thường Trương Khắc chẳng chút do dự đẩy cửa xông vào, xem có cảnh được bổ mắt không, hiện có cho y một lá gan nữa cũng chẳng dám vào. Liền liên hệ với Phó Tuấn, cùng hắn tới bệnh viện trung tâm, thăm đứa bé bị thương. Bởi vì được sơ cứu truyền máu kịp thời, cho nên sau khi phẫu thuật ngay trong đêm lấy đầu đạn ra,
đứa bé không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, buổi sáng được chuyển vào phòng chăm sóc. Trương Khắc đẩy cửa đi vào, thấy ngoại trừ vị thủ lĩnh bộ lạc kia, còn có ủy viên chấp hành Wister tham gia nghi lễ ở suối Thánh Đản cũng đã về Perth, đang thông qua chuyên gia ngôn ngữ, nói chuyện với thủ lĩnh bộ lạc. Mấy ngày trước cũng đã gặp mặt trò chuyện với nhau nhiều rồi, lúc này gặp lại, Trương Khắc chỉ chào hỏi đơn giản, nhưng phát sinh ra chuyện này, Wister tất nhiên cần đại biểu chính phủ Tây Úc xin lỗi Trương Khắc, đồng thời bày tỏ quyết tâm tra rõ hung thủ, đây là trường hợp ngoại giao, hai bên đều nói những lời thiếu dinh dưỡng cho hết quy trình. Là người ủng hộ kiên định của Cẩm Hồ ở Tây Úc, Wister bày ủy ban chấp hành sẽ gây áp lực với tập đoàn Nhật Hệ, đảm bảo tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Giao lưu với Wister xong, Trương Khắc nghĩ cách thể hiện lòng cảm kích và xin lỗi vị thủ lĩnh bộ lạc đã giúp mình, người ta cứu mình, cuối cùng vì mình mà con trai bị ngộ thương trong cuộc đọ súng giữa kẻ truy sát và người tới cứu viện. Trương Khắc còn đang lúng túng không biết nhờ chuyên gia ngôn ngữ chuyển lời thế nào thì thủ lĩnh bộ lạc đã kích động nói một tràng tiếng guli, chưa đợi chuyên gia ngôn ngữ phiên dịch đã lấy một chuỗi dây chuyền vàng có 12 cái vòng đeo lên cổ Trương Khắc. Trương Khắc không hiểu gì cả. Chẳng lẽ người ta tính công lao cứu chữa cậu bé lên mình? Mình cảm ơn người ta còn không kịp sao dám nhận lễ vật, đang định từ chối thì thấy ánh mắt chuyên gia ngôn ngữ và Wister nhìn dây chuyền vàng kia đầy hâm mộ. Chương 1428, Thiên Sứ Thương Tâm. Sau khi chia tay Wister, Trương Khắc và Phó Tuấn cùng tới thăm những người bị thương đêm qua, cuộc đấu súng hôm qua mặc dù có lúc vô cùng kịch liệt, nhưng không kéo dài. Đám người truy sát kia sau khi thấy mình bị bao vây không còn hy vọng chạy thoát đã hung hăng kháng cự. Hai tên cầm đầu là Yara và Jindo bị giết ngay tại chỗ, những kẻ còn lại đều hạ súng đầu hàng. Cuộc đọ súng ngày trong đêm có hai cảnh sát Tây Úc và ba người của đội bảo vệ mỏ bị tê hương, may mắn là vết thương không nặng, không có nguy hiểm tới tính mạng. Còn tên nội gián trà trộn vào trong nhân viên công tác của thương vụ Cẩm Hồ tại Perth đã bị bắt ở sân bay Sydney khi đang định bay về Nhật Bản, bị khởi tố với tội danh cố ý mưu sát. Kẻ này không những phá hỏng phanh xe, lại còn cắt đứt dây điện trong thiết bị vô tuyến điện, lắp thiết bị theo dõi, tiết lộ hành tung của Trương Khắc, phán như thế là quá nhẹ, đáng lẽ phải cho hắn thêm hai cái tội xâm phạm đời tư và phá hoại tài sản cá nhân. Sau khi được tin, Trương Khắc thầm nghĩ như thế. Đối với hung thủ thực sự của âm mưu lần này là Mitsui, dù trực tiếp đối kháng hay phản kích đều là hành động không sáng suốt. Đem so với một con quái vật khổng lồ có hàng trăm năm lịch sử như thế, sức mạnh của Cẩm Hồ lúc này so với nó vẫn còn quá nhỏ nhoi. Nhưng hành động này vừa khéo nói lên sự quật khởi của Cẩm Hồ ở châu Á đã khiến bọn chúng không còn cách nào ngăn cản nổi nữa, cho nên chỉ tá Tú Tàng bị đả kích ở thương trường lẫn tình trường mới dùng tới thủ đoạn hèn hạ độc ác này, vọng tưởng thông qua cái gọi là hành động đánh rắn dập đầu này để trì hoãn tốc độ phát triển của Cẩm Hồ. Cho nên Trương Khắc hiểu hiện giờ lý trí nhất chính là tăng cường phát triển ở Cẩm Hồ ở Tây Úc, cắm rễ thật sâu ở đây, để nhanh chóng lớn mạnh. Mặc dù xảy ra chuyện lớn như thế, nhưng Trương Khắc không ở lại Perth thêm được, vì thời gian bảo vệ luận án tốt nghiệp cuối tháng 6 sắp tới rồi, vì để có được tấm bằng tốt nghiệp một cách chính đáng bình thường. Ba ngày sau khi xảy ra chuyện kia, Trương Khắc cùng đám Phó Tuấn, Mã Hải Long chuyển máy bay từ Sydney về kiến nghiệp. Ai dám nói ngu muội nhất định là vô tri. Ai bảo nguyên thủy là lạc hậu, phong tục truyền thống của người Cori rất hay, cuộc sống của họ không ít người hâm mộ. Trở về DS Đông Hải, liên tiếp mấy ngày sau đó Trương Khắc dùng để hoàn thành nốt luận văn của mình, còn trao chuốt văn chương tới chính bản thân y xem xong cũng vô cùng hài lòng. Tới lúc bước vào bảo vệ luận văn, đang định thể hiện trước mặt mấy vị giáo sư một phen, không ngờ sau khi Trương Khắc đi vào, ba giáo sư nghe thấy tên của y thì đều nhíu mày, không thèm nói gì, để vị giáo sư nhiều tuổi nhất hỏi qua vài câu. Rồi phất tay đuổi y ra. Trương Khắc vừa cụt hứng vừa bực bội, y tốn biết bao công sức viết luận văn đó, thôi dù sao mục đích cũng không phải để mấy lão già đáng ghét đó đọc, đang lẩm bẩm chửi rủa thì có một số điện thoại lạ gọi tới, Trương Khắc do dự một chút rồi ấn nút nghe. Nhận điện thoại rồi mà phía bên kia không có ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở nho nhỏ, mơ hồ có chút quen thuộc tới khắc cốt ghi lòng, Trương Khắc có thể lập tức đoán ra ở phía đầu bên kia là Trần Ninh. Sao em lại gọi cho anh vào lúc này? Vì anh tốt nghiệp sắp rời trường cho nên có lời muốn nói với anh sao? Đúng lúc anh quyết định bỏ lại tất cả sao? Kiếp trước em bỏ anh mà đi, trở về cùng cậu ấy. Kiếp này hãy để anh coi em như người bạn tình cờ gặp vài lần. Chúc em và cậu ấy hạnh phúc đi tới với nhau. Không có anh, vẫn sẽ tới lúc cậu ấy bày tỏ với em thôi. Sáng ngày mai anh sẽ rời kiến nghiệp rồi. Lúc này hai ta hình như không cần nói thêm gì với nhau. Trương Khắc cắn chặt răng không nói gì, chậm chậm tắt điện thoại.
Trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút, bên kia tắt máy lâu rồi, Trần Ninh vẫn cứ cầm điện thoại đứng ngây ra, hối hận vừa rồi sao mình không chủ động lên tiếng, mai mình phẫu thuật rồi, mình muốn nói với anh ấy. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình nghe thấy tiếng anh ấy. Tuy mọi người giấu giếm, Trần Ninh vẫn biết cuộc phẫu thuật của mình rất nguy hiểm, không cam tâm mọi chuyện có thể kết thúc như thế, đang định bấm lại cái số đó một lần nữa, nhưng nhìn thấy cha mẹ tới đón mình tới bệnh viện đã đứng cách đó không xa đợi mình, Trần Ninh đành cúp điện thoại, trả tiền cho chủ quán tạp hóa. Cuối cùng sắp phải rời khỏi thành phố này rồi, Trương Khắc đứng ở ban công chung cư thanh niên, nhìn Yến Quy Hồ lấp lánh ánh sóng dưới mặt trời đầu hè, trường Đại học Đông Hải thân thiết, không kìm được hít sâu một hơi. Mặc dù sau này sẽ còn thường xuyên tới kiến nghiệp, nhưng lúc đó sẽ với thân phận khác hẳn rồi, cũng chẳng còn có cái cớ nào cho mình nữa. Nhìn thấy Phó Tuấn đi tới, Trương Khắc biết giờ xuất phát đã tới, buổi chiều y sẽ tới Hồng Kông, ở đó có người đang nóng lòng đợi y, Trương Khắc nhìn chiếc nhẫn ở tay, khẽ mỉm cười. Xe đã tới nơi, Trương Khắc lên xe, vừa mới đi ra khỏi chung cư thanh niên, càng cảm thấy lưu luyến, lúc này rời kiến nghiệp, là hoàn toàn dứt bỏ mọi liên quan kiếp trước với Trần Ninh. Trái tim y đau nhói như ngày đó. Tới căn nhà gỗ bên hồ một chuyến, Trương Khắc đột nhiên lên tiếng. Phó Tuấn nhìn thời gian đã không còn bao nhiêu nữa, nhưng thấy ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn của Trương Khắc, không hỏi gì cả, xoay vô lăng, lái tới căn nhà gỗ bên hồ. Một mình đi vào nhà, Trương Khắc ngồi xuống ghế bên bàn, nhìn căn nhà hơn tháng vắng bóng chủ vẫn sạch sẽ, tưởng chừng hình bóng chủ nhân của nó vẫn ở quanh đây, Trương Khắc cũng không rõ rốt cuộc mình tới đây là vì kiếm chút an ủi. Hay là lại lần nữa tự y lại kiếm cho mình một cái cớ để ở lại kiến nghiệp thêm một chút, để ảo tưởng của mình kéo dài thêm vài phút. Biết chỉ là ảo tưởng vậy mà không từ bỏ hy vọng, mình đúng là một tên ngốc. Trương Khắc cười tự chào, thuận tay cầm lấy bản báo cáo trên bàn, mở ra xem. Đôi mắt một tích tắc trước còn vô hồn của Trương Khắc, lập tức nhìn chằm chằm vào cái tên người bệnh ghi trên trang đầu tiên của báo cáo, Trần Ninh. Trên đời này người tên Trần Ninh rất nhiều. Nhưng sinh năm 1979, người Tân Vu, sinh viên khóa 98 Học viện Ngoại thương Đại học Đông Hải, chỉ có một, đó là cô gái ngây thơ lãng mạn, làm y ngày đêm thương nhớ. Trương Khắc run run lật xem báo cáo, Trần Ninh, tim bẩm sinh, chữa trị duy trì không sống quá 26 tuổi, khả năng phẫu thuật thành công 55%, địa điểm tầng 8 phòng thực nghiệm ngoại khoa tim não Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Thời gian dự kiến 26 tháng 6. Trần Ninh. Tạo vật kỳ diệu của ông trời lại yếu ớt như thế sao, cuộc sống ngắn ngủi như thế sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Ninh phảng phất xuất hiện ngay trước mắt, Trương Khắc lẩm bẩm, em lại bỏ anh đi nữa sao? Lúc em bối rối chạy đi sau nụ hôn đầu, lúc em lém lỉnh nhảy mắt ra hiệu với anh, lúc em hạnh phúc xóa tung mái tóc trước gió, lúc em nhẹ vén nhẹ váy chạy trong mưa, lúc em ấm áp ôm lưng anh sau chiếc xe đạp cọc cạch. Tất cả định sẵn chỉ là một giấc mơ thôi sao? Trương Khắc đưa tay ra muốn chạm vào Trần Ninh trước mắt, nhưng ngón tay trượt qua không khí, nắm chặt lại, nhưng trong lòng bàn tay trống không. Cảm giác trống không đó từ lòng bàn tay truyền tới tim Trương Khắc, trống rỗng, mỗi một nhịp tim tựa hồ nhắc nhở Trương Khắc, tất cả mọi thứ đều trống không, Trương Khắc chỉ cảm thấy tim mình đập vất vả, cảm giác thở không nổi, toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như trái tim như rời khỏi cơ thể, đó là bệnh tim sao? Làm sao có thể như thế? Bầu trời trong xanh tựa hồ có luồng sét lóe lên đánh trúng Trương Khắc, toàn thân y run lên, linh hồn về với cơ thể, Trương Khắc choàng tỉnh vì sao hôm qua Trần Ninh gọi cú điện thoại đó, vì hôm nay cô ấy phẫu thuật rồi, có lẽ cô ấy muốn nói câu cuối cùng gì đó với mình. Không chỉ có thế, y hiểu hết rồi, Trương Khắc lòng như lửa đốt, cầm báo cáo chạy như bay ra cửa, giật mạnh cửa xe lao vào, chưa ngồi vững đã bảo Phó Tuấn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Phó Tuấn nghe ra giọng Trương Khắc hoảng loạn cấp bách, khởi động máy, lái xe ra đường, tăng tốc độ tới mức cao nhất. Anh hiểu rồi, giờ thì anh hiểu hết rồi, hiểu ra vì sao khi chia tay em lại dứt khoát như thế, đó là lời chúc phúc cuối cùng của em, mỗi một lời nói lạnh lùng tuyệt tình đều mang tình yêu của em với anh. Thì ra khi đó em chia tay với anh là vì biết bệnh của mình với điều kiện khi đó căn bản không sao chữa trị được, cho nên em nguyện thả lấy một cái cớ kém cỏi để bỏ anh mà đi. Để anh hận em, để anh cố quên em đi, để sống thật tốt trong cuộc đời không có em. Chỉ là em không biết rằng, em đi rồi, anh không hận em một chút nào, cũng không quên em một giây phút nào, anh không ngừng dùng hơi men, dùng cơ thể của các cô gái khác nhau để làm bản thân mê đắm. Nhưng sau mỗi lần tỉnh rượu, nhìn khuôn mặt xa lạ ở bên cạnh, nụ cười thuần khiết,
đôi mắt trong veo của em vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu anh, xua thế nào cũng không đi được, làm anh mỗi lần như thế chỉ muốn đập vỡ đầu, móc tim khỏi lồng ngực. Khi anh sống hoang phí cuộc đời của mình thì một ngày nào đó mấy năm sau, em âm thầm rời bỏ thế giới, đem theo khát vọng cuộc sống, mang theo tiếc nuối về anh mà rời nhân gian. Nếu như trên đời này có thiên đường, em sẽ là thiên sứ đáng yêu nhất, nhưng khi em thành thiên sứ, nhìn thấy anh sa đọa, nhìn thấy anh sống vô trách nhiệm trên đời, anh không biết sẽ làm em thương tâm thế nào. Khúc mắc mười mấy năm được giải đáp, Trương Khắc căm hận bản thân kiếp trước sau khi Trần Ninh rời đi đã sống trụy lạc, em che giấu bệnh tật rời bỏ anh, nhưng đổi lại một cái xác không có linh hồn, không có sức sống, em ở trên thiên đường nhìn thấy anh như thế, sẽ tan nan cõi lòng thế nào, sẽ đau đớn cỡ nào, anh làm em ở thiên đường cũng vĩnh viễn không có được một phút yên tình. Trương Khắc ngồi ở ghế sau không nói một lời, nhưng nước mắt nóng hổi đã ướt đẫm. Đó là lý do anh trở về đây phải không, em là thiên sứ đưa anh trở lại phải không, bắt đầu từ Hứa Tư, rồi tất cả mọi thứ sau đó nữa, không phải vì em, không phải vì ai khác, mà là vì anh, em không muốn anh đau khổ. Đừng bỏ anh đi lần nữa, xin em. Xe dừng lại, Trương Khắc lao ra như điên, hét lên với toàn bộ sức lực, Tiểu Ninh, anh yêu em. Chương 1429, tương lai vô hạn. Buổi chiều ngày 8 tháng 3 nhiều năm sau. Trương Khắc ngồi một mình trước bàn làm việc, đang vùi đầu viết cái gì đó, bên cạnh còn cả một đống văn kiện chờ y xử lý, những văn kiện này đều thống nhất là bằng giấy A4, nhưng bọc ngoài bằng màu sắc khác nhau, hoa văn khác nhau. Dùng chưa tới 10 phút, giải quyết hết chuyện của mình, Trương Khắc nhìn đống tài liệu bên tay phải, chỉ biết thở dài mình quá tham lam, giờ phải chịu tội. Ăn cơm chưa xong, Đường Thanh, Trần Phi Dung lần lượt đi vào thư phòng của Trương Khắc, lấy cớ hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Nhờ y giúp viết một báo cáo, hình như tất cả các cô gái đều thương lượng với nhau rồi, từng người vào một, không hề giáp mặt nhau, cứ một người nói xong, mấy phút sau lại có một người đi vào. Mới đầu Trương Khắc vỗ ngực bồm bộp đồng ý hết, ai bảo đó đều là nữ nhân của y, mỗi người yêu cầu xong, còn thêm vào một câu, nếu anh làm xong, đêm nay muốn gì em cũng chiều. Đó là một câu nói làm người ta phát huy trí tưởng tượng vô hạn, làm xương khớp Trương Khắc nhũn ra. Đêm nay anh chỉ có một yêu cầu thôi, đó là tất cả chúng ta. Cho nên mới đầu Trương Khắc không chú ý tới, vì sao các cô gái lớn nhỏ này đều nói câu cuối cùng không khác nhau bao nhiêu, cho nên đều đồng ý hết. Tới khi 5-6 cô gái đi vào mới tỉnh ra, nhưng lúc đó thành lợn chết không sợ nước sôi nữa rồi, cho nên những yêu cầu sau đó cũng đồng ý hết. Bản báo cáo tăng cường giám sát và quản lý các quỹ tài chính trong nước này là của Tiểu Thanh đây mà, yêu cầu không được dưới 3.000 chữ. Cô bé này chỉ viết mỗi một trang đầu rồi vứt nó cho mình, thật đúng là... Ai, thôi vậy, ai bảo mình đồng ý cô ấy đầu tiên, viết thì viết. Số khổ cũng chỉ trách bản thân thôi. Bản báo cáo phương án nâng cấp bộ phận hành chính này là của Phi Dung, cô bé này còn biết thương mình, viết sắp xong rồi. Không đúng, bên trong có nhiều ô trống làm cái gì? Không phải chứ, bắt mình thống kê kiểm tra từng con số. Thôi vậy, ai bảo mình làm bụng cô ấy? Có khổ tự chịu. Hả, nhầm sao phương án tu chỉnh trình tự công tác viện nghiên cứu mà cũng có, Hình Dư, em tin anh quá rồi. Thật cảm động, cái gì, viết bằng tiếng Hàn, thôi thì chấp nhận vậy, vừa tra từ điển vừa viết. Bản thảo quy hoạch thị trấn vệ tinh thứ hai suối Thánh Đản. Là của Đan Thanh đây, không nhiều lắm, chỉ chừng 3.000 chữ thôi mà, chấp nhận đi, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, ông chủ cũng phải làm hộ cho nữ nhân viên cấp dưới. Trần tính của mình cũng bị mấy cô gái lớn nhỏ làm hư rồi, ngay cả phương án đưa sản phẩm MP4 của Cao Khoa KV ra thị trường cũng ném luôn cho mình, được mỗi cái tiêu đề. Nghĩ đi, vắt óc nghĩ đi, cắn bút nghĩ đi, đêm nay ta phục thù. Phương án thi tài siêu nam năm 2000X của Tiểu Yêu Tinh. Không xong rồi, cứ thế này thì có tới nửa đêm cũng không xong được. Gian lận một chút, tìm bản phương án năm ngoái. Sao chép lại, sửa một tí vậy. Vẫn là đại nhi thương mình nhất, tài liệu chỉ có mấy tờ thôi. Hả, bắt mình viết bài hát à, thế này không phải đưa mình lên giản thiêu. Đành vậy, sao chép thôi, kiếp trước có mấy bài hát mình còn nhớ, bài nam nhân khóc không phải tội có vẻ được. Ý cảnh rất hợp, mình là thiên tài. Ý, cái bản phân tích tính khả thi của việc thành lập chi nhánh trường quốc tế hải dụ tại Perth này của chị Vãn Tình, đem vào khi nào thế nhỉ? Sao không có chút ấn tượng gì? Ồ đúng rồi. Lúc Hứa Tư vào đưa tài liệu mình thấy dày dày, ra là nhét cả bản của chị Vãn Tình. Hai cô gái này.
kiến nghị và vấn đề quản lý thị trấn vệ tinh thứ nhất, báo cáo này viết rất hay, chắc Vệ Lan phải điều tra tỉ mỉ lắm mới phát hiện ra nhiều vấn đề như thế. À, chỉ ra vấn đề mà không có cách giải quyết, xỉu mất, viết hết chỗ này có mà đến mai, tiền, cứ bỏ tiền ra giải quyết. Cái này của Hà Huyền rồi, đề mục hình như có thâm ý, làm người ta khó đặt bút. Luận có quan hệ nam nữ thuần khiết hay không, mình có nên viết hay không nhỉ? Viết đi, đã là quan hệ nam nữ rồi thì còn thuần khiết thế nào được nữa? Không phục hôm nào lên giường tranh luận với cô ấy. Thế kỷ 21 là thế kỷ của phụ nữ, cái gì, ba tiểu nha đầu này cũng tham gia cơ à? Đúng rồi, lúc đó ba tiểu nha đầu này vào ngọt ngào thỏ thẻ với mình, làm mình quên hết trời trăng, chẳng hiểu lúc đó hứa hẹn cái gì. Viết, 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 mình không phải đang làm cu li sao? Câu chuyện cổ tích về cô bé đáng yêu nhất thế giới, ai viết hộ Điềm Điềm thế? Mà không sao, Điềm Điềm của ba luôn là ưu tiên số 1. Cái này không có vấn đề, ba ghi âm luôn 4-5 chuyện vào máy, tối nay nghe cho ngoan rồi ngủ ngon, đừng tới làm phiền ba nhé con gái cưng. Cuối cùng cũng làm xong hết yêu cầu của các cô gái, Trương Khác vặn cái cổ tê cứng, xoa bóp cánh tay vất cả buổi chiều, đang định đứng lên vặn lưng thì di động trên bàn vang lên. Ngày 8 tháng 3 năm nay ra sao? Tận hưởng ngày này ở nữ nhi quốc chắc là hay lắm phải không? Tiếng cười xấu xa của Diệp Kiến Bân truyền tới. Làm quốc vương của nữ nhi quốc, chẳng lẽ còn lo có người tạo phản hay sao? Trương Khác thay đổi vị trí ngồi, gác chân lên bàn, người dựa vào lưng ghế sofa, thoải mái nói, hay thế nào cũng sao so với vườn bách thảo của anh được, chị Tĩnh Hương và chị Văn Di lại cho anh thêm 2 bông hoa nữa rồi, ban ngày chiếu cố 3 bông hoa nhỏ, tôi lo hộ anh đêm còn sức đối phó với 2 bông hoa lớn hay không, anh chưa phải dùng rượu bổ chứ hả? Cùng Diệp Kiến Bân trêu chọc nhau vài câu rồi cúp điện thoại, Trương Khác đẩy cửa thư phòng đi ra ban công. Ánh mặt trời gần tối cùng gió biển lồng lồng, đứng trên ban công tầng 3, Trương Khác vươn vai, từ chỗ này y có thể nhìn hết toàn cảnh hòn đảo nhỏ của mình. Cách đó không xa dưới một căn chòi nghỉ mát, hai bà bầu Đường Thanh và Trần Phi Dung ngồi xoa bụng bầu 5 tháng, chăm chú lắng nghe Tạ Vãn Tình, Hứa Tư nói chuyện, chắc là giao lưu tri thức dưỡng thai, sinh nở. Xa hơn một chút, Trần Tĩnh và Địch Đan Thanh đang nằm trên ghế dài dưới ô, vừa nhắm mắt hưởng thụ gió biển, thi thoảng lại thích ý nhấp một ngụm nước giải khát. Lý Hinh Dư cùng Vệ Lan đang ở bãi cát, chạy phía sau con gái cưng Hứa Điềm Điềm của y, ở gần đó là ba tiểu nha đầu, ạc. Quen mồm gọi thế chứ, cả ba đều đã thành thiếu nữ xinh đẹp sao xuyến lòng người rồi, đang đào cát xây lâu đài với nhau. Còn dưới nước, Tôn Tĩnh Mông mặc một bộ bikini nóng bỏng đang dạy Hà Huyền và Giang Đại Nhi lướt sóng. Ba mỹ nhân ngư vừa nghịch nước, vừa truyền tới những tiếng cười vui vẻ. Đó là hòn đảo của tôi, vương quốc của tôi, đó đều là những nữ nhân yêu tôi và tôi yêu, Trương Khác nhìn bức tranh ấm áp đó, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Ngẩng đầu duỗi mắt nhìn ra xa, có một hàng dấu chân nhỏ hướng tới đầu bên kia của đảo, cuối cùng của dấu chân đó là bóng hình xinh đẹp mặc váy trắng diềm đỏ, trong cơn gió chiều, chiếc váy như muốn bay theo con gió. Dưới trời xanh mây trắng, biển biếc cát vàng, chiếc váy bay phất phới, để lại đằng sau một bóng lưng thanh mảnh thướt tha, bàn chân nhỏ nhắn trắng bóng như ngọc, bóng dáng đó làm trái tim y hoàn chỉnh, trọn vẹn. Tựa như có tâm linh tương thông, bóng hình xinh đẹp kia quay lại, dùng tay vén mái tóc dài không ngừng bay múa, nhìn thấy Trương Khác đang đứng trên ban công nhìn mình, đôi mắt trong veo, khuôn mặt ngây thơ lãng mạn nở nụ cười. Dưới ngàn vạn ánh tà dương hoàng kim, nụ cười đó rực rỡ như hoa. Câu chuyện còn chưa kết thúc. Tôi chỉ ngừng kể ở đây, tương lai vô hạn đang đợi họ ở phía trước, tất cả chỉ mới bắt đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện Quan Lộ Thương Đồ, Trương Khác.